Mời các bạn theo dõi chương 3361 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, nghiêm trọng hơn sự tình chính là, tương lai khí quan ký ức lại biến thành chân chính ký ức. Dung nhập vào tỷ ta trong đầu, đến lúc đó cái kia người nhân bản tất cả tao ngộ. Nàng cũng có thể biết, đồng thời mỗi một lần hồi ước những ký ức này, đều sẽ cho là mình liền là cái kia thừa nhận, sẽ cùng nàng cùng một chỗ đau. Đường chu lãnh lãnh đạm đạm, đạm đem kết quả này nói ra chuyện này coi như ngay từ đầu liền nói, cũng là không có cách nào cải biến kết quả này, muốn trách thì trách hắn, trùng sinh trở về quá muộn, lấy hắn năng lực không có cách nào thay đổi càn khôn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lịch sử tái diễn, người nói có chút hoang đường, Âu Dương Tây Hiển là không tin, trong lòng lại có chút tin tưởng, chỉ bất quá, hắn là một cái cố chấp chuyên chính lại tự tin người. Hiện nay tỉ hẳn là nguyên nhân này, người nếu là không yên lòng lời nói, nhiều quan sát quan sát đi khí quan ký ức không dung nhập vào nàng bản thân cái kia tốt nhất dù sao tại trên thế giới này ta là rất không hy vọng nàng bị thương tổn thế nhưng là nàng từ khi biết ngươi về sau mỗi một lần bị thương tổn người đều là nàng đúng trở ngại khí quan ký ức sự tình ngươi muốn hay không cân nhắc bỏ qua cái kia người nhân bản ngươi nếu là không muốn xử lý những chuyện này có thể đem nàng giao cho ta ta sẽ dẫn nàng đi một cái rất an toàn địa phương sắp xếp người chiếu cố nàng tận lực để nàng đời này vui vẻ một chút, không hề bị đến tổn thương. Mỗi một lần nghe được trên thị trường có quan hệ vết sẹo chữa trị dịch, có quan hệ Âu Dương thị công ty đại động tác, Đường Chu trong lòng đều là một mảnh ý lạnh, nhớ tới tỷ tỷ đã từng cùng hắn tự thuật qua, người nhân bản ở trong phòng thí nghiệm tao ngộ, Đường Chu toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, khó trách nàng về sau thức tỉnh lực lượng, cả người lại giống như đổi bệnh điên, gặp người liền giết, bởi vì nàng nếm qua quá nhiều đau khổ những cái kia cho nàng mang đến đau khổ đều là nhân loại lúc kia nhân loại tại nàng trong mắt liền là tử địch hiện tại hắn lại có thể làm cái gì đây nghĩ đến những thứ này đã cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng những chuyện này cũng không cần ngươi hỏi nhiều hiện tại chính là tại mấu chốt thời điểm liên quan tới người nhân bản nghiên cứu khẳng định là không thể nào đình trì dù sao hiện nay cần đại lượng sinh sản khí quan chữa trị dịch liền xem như tương lai hạn lượng bán ra thế nhưng là thế giới như thế lớn lại hạn lượng cũng là cần số lượng nhất định, vì lẽ đó, chỉ có thể mỗi ngày đưa nàng ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong. Duy thủy sinh mệnh, để nàng thân thể nhanh chóng phát dục, bổ sung năng lượng, mới có thể cuồn cuộn không tính theo nàng trên thân thể. Trong máu rút ra bọn hắn cần thành phần, mặc dù có đường chu cảnh cáo, Âu Dương Tây Hiển vẫn là không có gọi phòng thí nghiệm đình chỉ đối người nhân bản nghiên cứu. Mặt khác, biết là khí quan ký ức quấy phá, hắn đối đường quả tình huống, cũng không có như vậy khủng hoảng nhìn thấy nàng tận lực giấu giếm một ít chuyện cũng không vạch trần chỉ chứa làm không biết là đường chu cùng âu dương tây hiền nói chuyện qua nói túc chủ đại đại bây giờ tình huống có thể là khi quan ký ức quấy phá túc chủ đại đại đường chu giống như ngăn cản ngươi kế hoạch hiện tại âu dương tây hiền đã tin tưởng cái này lý do thoái thác nên làm cái gì còn là làm sao bây giờ kỳ thật dạng này chơi rất hay không phải sao nếu là đường chu nhắc nhở âu dương tây hiền như vậy tiếp xuống không ngại đi tìm đường chu chơi đùa để hắn cái này thân đệ đệ tự mình phát hiện, ta không phải nàng chân chính tỷ tỷ, đến lúc đó, hắn có thể sẽ điên cuồng để Âu Dương Tây hiền thả người đi. Hệ thống, túc chủ, ngươi qua xấu, đường chu đứa nhỏ này thật đáng thương, bởi vì đường chu phía trước một lời nói, Âu Dương Tây hiền đã không hạn chế hắn đến xem đường quả. Ở đây, đường chu mặc dù không thể đơn độc mang đường quả đi ra ngoài chơi, lại là có thể thường xuyên đến thấy đường quả, cái này một khi thường đến, tự nhiên sẽ phát hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3362 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, tỷ thân thể ngươi gần nhất thế nào? Có hay không cảm thấy không thoải mái? Đường Chu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn căn cứ ở kiếp trước kinh lịch. Còn có tỷ tỷ đã từng nói lời nói. Đã đoán ra được, cũng chính là trong khoảng thời gian này. Khi quan ký ức hẳn là sẽ chậm rãi thức tỉnh càng là trong khoảng thời gian này, hắn liền phát hiện tỷ tỷ không mấy vui vẻ, lúc ấy hắn, căn bản là không có nghĩ đến phương diện này, vì thế còn cùng Âu Dương Tây Hiển tranh chấp qua, tưởng rằng hắn nhã tỷ tỷ không vui, chơi đùa không nghĩ tới, là khí quan ký ức dung nhập, để tỷ tỷ biết chân tướng, không, A Chu không cần lo lắng, ta thân thể rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, đường quả ôn hòa cười trả lời, A Chu bây giờ tại công ty tình huống thế nào, thật không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, A Chu đều lớn lên, học được gánh chịu, còn đẩy ra xe đua đoàn đội, an tâm trở về giúp cha mẹ công ty quản lý, lúc trước ngươi luôn luôn nói, muốn truy cầu chính mình mộng tưởng, cha mẹ vì chuyện này không biết sinh bao nhiêu tức giận. Đi qua sự tình cũng không cần lấy, nếu là tỷ tỷ thân thể tốt lời nói, ta cũng không muốn đẩy ra xe đua giới, cả một đời xe đua, kỳ thật thật là ta mộng tưởng, bất quá bây giờ ngươi cần bị chiếu cố, công ty quản lý dạng này việc vặt chỉ có ta đến gánh chịu, Đường Chu một mực chờ đợi, chờ Đường Quả khí quan ký ức dung hợp, chỉ là hắn chờ hơn mấy tháng, trong trí nhớ tình huống chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn cũng có chút khủng hoảng, một loại vô danh khủng hoảng, không hiểu thấu sợ, tỷ tỷ thoạt nhìn vẫn là tỷ tỷ kia, vì cái gì hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đâu. Hắn còn tìm đến Âu Dương Tây hiền hỏi qua, Đường Quả gần nhất buổi tối có hay không ngủ không ngon? Có hay không không vui thời điểm, ta chủ yếu là sợ khí quan ký ức sự tình đường chu gần nhất biểu hiện ngược lại để âu dương tây hiền bỏ đi một chút lo lắng nhìn đường chu bộ dáng là thật không hy vọng khí quan ký ức thức tỉnh để tiểu quả biết chân tướng như vậy hắn liền yên tâm gần nhất nàng ngủ rất tốt cũng không có không vui phải nói rất vui vẻ có rảnh liền sẽ đi ra ngoài dạo chơi chỉ bất quá còn là cóng ta ăn một chút chua chua đồ vật còn đem trong thương trường kim cương trang sức thử một cái khắp làm cho ta đều nghĩ trực tiếp đi mua cho nàng lại sợ xảy ra vấn đề gì nghe được những này đường chu sắc mặt lại là không tốt như vậy sao ân cũng chỉ có những này xem ra ngươi nói loại kia khí quan ký ức hẳn là sẽ chỉ ảnh hưởng nàng hành vi sẽ không chân chính đem ký ức dung hợp nếu như vẻn vẹn dạng này lời nói cũng không phải cái gì quá xấu sự tình âu dương tây hiền khó được lộ ra chút nụ cười tiểu chu chỉ cần ngươi không nói nàng liền mãi mãi cũng không biết hiện tại ta tin tưởng ngươi bởi vì ngươi rất lo lắng tiểu quả chuyện này hẳn là sẽ không cùng nàng nói đường chu nghe không vào những lời này luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào không đúng cùng trong trí nhớ không giống hành vi đều bị cải biến có thể ký ức còn không có dung hợp nghĩ như thế nào đều không thích hợp suy nghĩ kỹ một chút giống như một thế này có thật nhiều sự tình đều không khớp cái kia người nhân bản đâu đường chu đột nhiên hỏi ngươi dự định đưa nàng thả sao tiểu chu những chuyện này ngươi không dùng qua hỏi hiện tại nàng rất trọng yếu liền tại đường chu còn muốn hỏi cái gì thời điểm âu dương tây hiển tiếp vào một cái điện thoại hắn hơi nghi hoặc một chút cao tiến sĩ lúc này gọi điện thoại tới có chuyện gì cao tiến sĩ liền là cái kia cao phong sao đường chu sầm mặt lại yên lặng ngồi ở một bên không có lên tiếng chỉ là căn cứ một cái điện thoại hắn cũng không có cách nào biết cao phong ở nơi nào người nói nàng ồn ào tự sát âu dương tây hiển hơi kinh ngạc tình huống bây giờ thế nào khương tân cầm điện thoại Mặt không hề cảm xúc nói, không thành công, nàng tự lành năng lực quá cường đại, một buổi tối vết thương tự động khép lại, chậm một chút nữa đi, khả năng vết thương đều không nhìn thấy. Tiểu Điềm thật sự là, vậy mà ăn bài hắn kỳ quái như thế lời kịch. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3363 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, vậy là tốt rồi, không nghĩ tới người nhân bản tự lành năng lực mạnh như vậy. Nghe được cái này Âu Dương Tây Hiển càng không khả năng bỏ qua cái kia người nhân bản. Hắn từ đầu đến cuối không có đem người nhân bản xem như chân chính nhân loại. Nàng chỉ là một cái nghiên cứu ra được công cụ, giống như một cái chỉ chuột bạch. Khương Tân nói tiếp, Âu Dương Tiên Sinh, nàng nhau nhau muốn gặp ngươi, ta cũng không biết nàng vì cái gì cố chấp như vậy. Chuyện này, Cao Tiến Sĩ tự mình giải quyết đi, ta đã nói qua rất nhiều lần. Âu Dương Tây Hiển cúp điện thoại, đường chu ngay sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra, là nàng muốn gặp ngươi sao? Dù sao Đường Chu đều biết, Âu Dương Tây Hiền liền đơn giản đem tình huống nói một lần. Đường Chu càng nghe càng không thích hợp, thậm chí nói ra, nếu không, ngươi đi gặp gặp nàng, nhìn nàng một cái có lời gì nói, có lẽ là cái gì chọc yếu sự tình đâu, vì cái gì hắn lại như vậy bất an đâu? Có lẽ, ngươi cái kia thả nàng, Đường Chu chuyện xưa nhắc lại, ngươi suy tính một chút. Đường Chu trong lòng phi thường gấp gáp, mặc dù Âu Dương Tây Hiền chỉ đơn giản nói cái kia người nhân bản là bởi vì tỷ tỷ của hắn ký ức quấy phá, mới có thể muốn thấy Âu Dương Tây Hiền, nhưng là, hắn sau so Âu Dương Tây Hiền biết càng nhiều, những lời kia khẳng định là nàng tại rất thống khổ thời điểm kêu to đi ra. Tiểu Chu, chuyện này ngươi không dùng qua hỏi, có rảnh ngươi có thể nhiều bồi bồi tiểu quả, Âu Dương Tây Hiền bổ sung một câu, bất quá, vì nàng tốt, ngươi hẳn phải biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, những lời này ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần biết không có cách nào thuyết phục đến Âu Dương Tây Hiền. Đường Chu cuối cùng đành phải bỏ ý niệm này đi, quay người lại là an bài người nhìn chăm chăm Âu Dương Tây Hiền bên này động tĩnh. Đáng tiếc là, liên quan tới cùng phòng thí nghiệm lui tới, Âu Dương Tây Hiền làm rất bí mật, đường Chu căn bản là cha không được bất kỳ tung tích nào. Một mặt khác, hắn xác thực cảm thấy đường quả một chút quen thuộc thay đổi được có chút dị thường. Bởi vì cùng chút hành vi, cùng hắn trong trí nhớ không phù hợp, cho dù có khí quan ký ức, cũng không nên là thích đã từng không thích đồ ăn, trang sức, thậm chí sẽ còn lén gạt đi Âu Dương Tây Hiền, vụng trộm đi làm những chuyện kia, những này nghi hoặc, hắn đều không có trực tiếp cùng Âu Dương Tây Hiền nói qua. Hắn quyết định chính mình đi quan sát, một ngày này về sau, Đường Chu một khi có rảnh liền sẽ tới đón Đường Quả đi ra ngoài. Thường xuyên hẹn nàng ăn cơm, xem phim, đi một chút khi còn bé địa phương, hiện tại đường phụ đường mẫu, cũng không phải trực tiếp hoàn toàn buông tay đường thị công ty đường chu nhiệm vụ coi như tương đối buông lỏng người một nhà đều cho rằng lúc này nhiều làm bạn đường quả mới là chính xác phi thường ủng hộ đường chu cách làm đường chu cùng đường quả lại thường xuyên sau khi ra ngoài ước chừng có tầm một tháng bộ dáng thông qua đường quả trên thân biểu hiện ra ngoài đủ loại chi tiết để hắn hoảng hốt không được hắn trong đầu thậm chí sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ nữ nhân trước mắt này không phải hắn thân tỷ tỷ chỉ là đây không phải là hắn thân tỷ tỷ thì là ai, cỗ thân thể này không có sai, Âu Dương Tây Hiền không có khả năng tính sai chọc yếu như vậy sự tình. Gen kiểm chắc là trước kia liền một lần nữa lại một lần nữa làm qua. Kỳ thật chủ yếu là vì kiểm tra thân thể, tùy tiện kiểm chắc muốn trước mắt cái này người không phải hắn thân tỷ tỷ. Âu Dương Tây Hiền hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng. Dù sao tìm một cái lại giống, dù là sáng tạo ra người, còn là cùng hắn thân tỷ có không đồng dạng địa phương. Nhưng ý nghĩ này, một khi sinh ra, đường chu liền không có biện pháp áp chế xuống, đồng thời vài ngày buổi tối đều là từ trong mộng bừng tỉnh. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3364 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, A à, Chu, đêm khuya, đường phụ đi tiểu đêm, đột nhiên cảm giác được trong phòng khách có động tĩnh, trong nhà liền ba người, đường mẫu đang ngủ, còn lại người kia, hơn phân nửa liền là đường Chu, chủ yếu là hắn còn ngửi ngửi thuốc lá hương vị cứ việc không có mở đèn, hắn đều có thể tưởng tượng ra được trong phòng khách khói mù lượn lờ bộ dáng. A à, chu, cái này hơn nửa đêm không ngủ được, ngồi ở chỗ này mù rút cái gì thuốc lá. đừng ỉ vào tuổi trẻ thân thể tốt, liền không thương tiếc thân thể. Đường phụ đem đèn mở ra, ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc người đúng là đường chu. thấy đường chu giàu dĩ không vui bộ dáng, hắn đi tới. đây là làm sao? hẳn không phải là công ty sự tình, thành viên hội đồng quản trị đều nói ngươi biểu hiện rất tốt rất xem trọng ngươi, đường chu vốn là thông minh, là có năng lực, điểm ấy đường phụ còn là rất tự tin. Thông qua những năm này tiếng vọng, rất nhiều người đều hài lòng đường chu, chỉ bất quá, tiểu tử này năng lực là có, liền là thiếu một chút giã tâm cùng tranh đấu chi tâm. Dùng lưu hành lời nói đến nói, chỉ là có chút vật. Ba, người nói trên thế giới này có báo ứng sao, đường chu bóp tắt thuốc lá, lười nhác tựa ở ghế sofa bên trên, hai mắt thất thần nói. Ba, ta tin tưởng trên thế giới này có báo ứng, làm chuyện xấu, nhất định sẽ gặp báo ứng, làm chuyện xấu người, nhất định sẽ mất đi hắn trọng yếu nhất, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói, đường phụ trong lòng cũng có chút bất an, đột nhiên hắn nhớ tới đến một sự kiện, trên mặt nụ cười cũng không có, còn đang suy nghĩ sự kiện kia sao, a à, chu, sự tình đã qua, không đi qua, đường chu nói, nàng hẳn là còn sống, bất quá bây giờ là triệt để biến thành công cụ âu dương tây hiển không nguyện ý bỏ qua nàng ba ta nội tâm bất an ta rất sợ phải không công ngăn cản chuyện này sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả chỉ là ta dùng rất nhiều biện pháp cũng không có cách nào thăm dò được nàng hạ lạc âu dương tây hiển dùng nàng đạt thành đủ loại mục đích bây giờ có muốn nâng cao một bước kỳ thật âu dương tây hiển cũng là một cái tham lam người hắn căn bản chỉ coi nàng là một cái công cụ tất nhiên nàng còn sống ta muốn thấy đưa nàng cứu ra dù cho tương lai tỷ tỷ bên này xảy ra chuyện gì. Chí ít còn có một cái công đạo, đường chu dùng sức xoa tóc, ba, không quản như thế nào, nàng đều là một cái sinh mệnh, mỗi ngày đều nằm đang thí nghiệm trên đài, bị người cắt chém thân thể, người có khả năng không nhìn, cả một đời yên tâm thoải mái sao, nàng tồn tại cứu tỷ tỷ, bây giờ như kỳ tích còn sống, vì cái gì không thể để nàng an an ổn ổn sống sót. Đường phụ ngây người hồi lâu, mới hỏi, Thế nhưng là nàng đã mất đi trong thân thể tất cả khí quan, làm sao có thể còn sống? Ba, trên thế giới này có thật nhiều giải thích không thông sự tình. Khả năng liền là nàng sinh ra cùng chúng ta có chút khác biệt đi, cho nên nàng còn sống. Đường Chu hít thở sâu một hơi, ta rất muốn đem nàng cứu ra, nhưng là bây giờ căn bản một điểm đầu mối đều không. Âu Dương Tây Hiển còn phái người nhìn chằm chằm ta, một khi có cái nhất cử nhất động, là hắn biết, ta cho dù có điểm đường tác khả năng cũng là không làm nên chuyện gì đường phụ cũng vì chính mình điểm một điếu thuốc lá mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên đường chu lại đốt một cái hai cha con ăn vị tại ghế sofa bên trên một điếu thuốc lá một điếu thuốc lá rút mãi đến hút xong cái thứ ba thời điểm một thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên a à, chu nàng thật còn sống sao là đường mẫu nàng kỳ thật không như trong tưởng tượng ngủ tốt như vậy phải nói mỗi ngày đều ngủ không ngon cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 3365 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, từ khi chân chính nữ nhi sau khi trở về, tuy nói trong lòng cũng cao hứng, có thể nàng ngày đêm đều tại thụ lấy một loại dày vò. Sợ đánh thức bên người người, mới giả vờ như ngủ, có đôi khi, nhắm hai mắt một đêm, kỳ thật căn bản cũng không có làm sao ngủ, căn bản là mới vừa vào mộng liền tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền làm sao đều không có cách nào ngủ thiếp đi. Còn sống, ta có thể khẳng định, nếu không phải nàng còn sống, Âu Dương thị trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh nhiều như vậy. Khả năng sao? Lão Đường, nếu không ngươi cho nghĩ biện pháp, đưa nàng cứu ra, cho nàng ăn bài một cái thân phận, đưa đi nước ngoài thật tốt đợi, tất nhiên còn sống, nói cái gì cũng không thể thấy chết không cứu. Chúng ta Nữ Nhi đã khôi phục, ta không muốn lại gây nghiệp chướng. Năm đó người nhân bản thực nghiệm, trở ngại tư tâm, chúng ta không có ngăn cản, lần này liền thử một chút a. À. Lão Đường, những năm gần đây ngươi cũng ngủ không tốt a, à. Đường Mẫu nhìn xem Đường phụ, ngươi nhìn ngươi, tóc đều trắng không ít, lại lừa qua ai đây? Đường phụ bóp rơi thuốc lá, "Tốt, chuyện này ta sẽ an bài người đi cha, một khi cha được nàng tin tức, liền để cho người đi đưa nàng mang đi. A à, Chu, Người bên này cũng không cần lộ ra động tĩnh gì, để tránh Tây Hiển hoài nghi. Hắn sẽ không bỏ rơi cái này người nhân bản, đừng nói là Âu Dương Tây Hiển, trên thế giới này rất nhiều người nếu như biết nàng đặc thù" chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng trong này đại biểu đồ vật người hẳn là minh bạch ba người biết người tại khẳng định nàng còn sống thời điểm ta liền phán đoán ra là cái gì để Âu Dương Tây Hiền làm sao cũng không nguyện ý bỏ qua một cái mất đi tất cả khí quan người nhân bản mất đi tất cả khí quan lại còn còn sống kết hợp hai năm này sự tình đoán bừa liền đi ra đường phụ vỗ vỗ đường chu bả vai khoảng thời gian này người thật tốt công ty quản lý không có việc gì liền đi xem một chút tiểu quả, liên quan tới cứu nàng sự tình giao cho ta. Tây hiển bí mật kia phòng thí nghiệm, cũng không tại cảnh nội, dựa theo những cái kia phòng thí nghiệm nhất quán tác phong. Hẳn là tại một chút tiểu quốc gia hòn đảo bên trên tiến hành. Chuyện này, nói phiền phức cũng phiền phức, nói không phiền phức cũng không phiền phức, ngoại cảnh quản lý rộng rãi, nhất là một chút tiểu quốc gia, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tin tức chuẩn xác lời nói, cứu người cơ hội còn là rất lớn thấy đường phụ nguyện ý nhúng tay, đường chu tạm thời an tâm chút, đường phụ tốt xấu cầm lái một cái công ty lớn nhiều năm như vậy. Cổ tay quan hệ còn là có, ngày thứ hai liền mượn cớ công ty sự tình, xuất ngoại, Âu Dương Tây Hiển vẫn luôn cho là nhìn chằm chằm đường chu tại Không có suy đoán qua đường phụ sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Đường phụ xác thực so đường chu thủ đoạn lợi hại, không đến nửa tháng thời gian, liền hoài nghi đến người nhân bản hiện tại chỗ trên đảo nhỏ. Túc chủ là đường phụ người xem ra hẳn là tới tìm ngươi, không cần phải để ý đến, bọn hắn dù sao cũng tìm không thấy nơi này, đường phụ xác thực không có tìm được nơi này, dù sao hòn đảo nhỏ này là bị trận pháp gần tàng. Hiện tại chỉ có đảo nhỏ người tặng đồ đi ra, tuyệt đối sẽ không có người đi vào, đầu quy củ này, còn là Âu Dương Tây hiển định, chính là sợ có người hoài nghi đến nơi đây, đường phụ tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể phái người giám thị Âu Dương Tây hiển bên này. Mà đường chu bên này, tiếp tục phía trước hết thầy càng cung đường quả ở chung hắn lại càng thấy đến bất an càng là cảm thấy trước mắt tỷ tỷ này có chút không chân thực thậm chí hoài nghi nàng không phải hắn tỷ 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 người thân thể có cảm giác hay không không thoải mái gần nhất có hay không làm cái gì kỳ quái mộng đường quả lắc đầu không ta ăn ngon uống ngon ngủ một giấc đến hừng đông làm sao lại làm cái gì kỳ quái mộng đường chu trong lòng trầm xuống không đúng không thích hợp cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 3366 của tác phẩm Xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, cùng Đường Quả đi dạo phố thời điểm, Đường Chu phát hiện, mặc dù nàng cuối cùng mua là liên quan tới ngọc thạch, hoa hở loại hình trang sức, thế nhưng là nàng con mắt, từ đầu đến cuối sẽ tải những cái kia lóe sáng sáng kim cương phía trên dừng lại thật lâu. Khả năng chính nàng đều không có phát hiện, khi nhìn đến kim cương thời điểm, nàng con mắt rất sáng rất sáng, cái này khiến Đường Chu nhớ tới một sự kiện đã từng mang vị kia người nhân bản đi ra chơi, đối phương nhìn kim cương bộ dáng cũng là dạng này, thậm chí, vì đền bù nàng, hắn còn cho hắn mua không ít kim cương loại hình trang sức. Về sau nàng bị người mang đi, những cái kia trang sức liền lưu tại trong biệt thự, hẳn là bị Âu Dương Tây Hiển để cho người xử lý. Liên quan tới hoa cỏ, ngọc thạch, cái kia người nhân bản là không thích, hắn tỉ tỉ lúc trước không thích phơi nắng, hơi có chút phơi, liền sẽ cảm giác được không thoải mái, nhưng bây giờ tỷ tỉ, tỉ ngược lại là rất hưởng thụ tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác. Tỷ tỷ lúc trước mặc dù sẽ cùng hắn đi ra ngoài dạo phố, ăn quà vặt, mua đồ, nhưng nàng tuyệt đối không phải đặc biệt ưa thích dạo phố một cái kia loại hình. Cũng không thích du ngoạn, leo núi loại hình hoạt động, tỷ tỷ lúc trước thích nhất, còn là yên lặng bưng lấy một ly thư nhìn, lại uống một ly ngọt ngào đồ uống, đặc biệt không thích một điểm mang vị chua đồ vật. Hiện tại tỷ tỷ ưa thích dạo phố, một đi dạo quà vặt đường phố liền không dừng được ưa thích mua những cái kia đồ chơi nhỏ, dù cho không có trực tiếp mua, thế nhưng là hắn có khả năng cảm giác được, nàng với bên ngoài tất cả đồ vật, đều tràn đầy thích cùng hiếu kỳ, hiện tại tỷ tỷ, giống như thật lâu không nhìn thấy, nàng sẽ bưng lấy một quyển sách, ngồi tại bên cửa sổ bên trên, nghe lấy nhạc nhẹ, lại uống đồ uống hình ảnh, lúc trước tỷ tỷ, trong xương liền rõ ràng lộ ra một loại rất yên tĩnh trạng thái. Hiện tại tỷ tỷ, dù cho nhìn rất yên tĩnh, trên thực tế chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nàng không như trong tưởng tượng yên tĩnh phảng phất nàng tới đây cái thế giới không đến bao lâu vẫn luôn tại hướng tới cái này thế giới hiếu kỳ trên thế giới này mỗi loại đồ vật nhưng sợ bị người phát hiện cái gì một mực nhẫn nại chính mình tính tình đây là vì cái gì đây biến hóa dạng này lớn tỉ tỉ đường chu đột nhiên chừng lớn mắt nghĩ đến một cái tuyệt đối không có khả năng khả năng khả năng này căn bản là không có cách dùng khoa học đến giải thích hắn lẽ ra không nên dạng này hoài nghi, thế nhưng là, đập nước một khi mở ra, liền không có cách nào thu hồi lại, đường chu trái tim thẳng thán nhảy, nếu quả thật là hắn nghĩ như thế, tỷ tỷ này không phải tỷ tỷ, vậy hắn chân chính tỷ tỷ đi nơi nào, nghĩ đến cái kia đáng sợ khả năng, đường chu trước mắt một cái, một cái lào đảo ngã chồng vó xuống, a à, chu, người làm sao, đường quả thanh âm khẩn trương vang lên, sắc mặt lại rất bình tĩnh, chỉ là đường chu nhìn không thấy bởi vì nghĩ đến chân tướng khả năng hắn một cái kích động hai mắt biến thành màu đen hiện tại cả người đều làm mộng đường quả đành phải gọi tới nơi xa chạy tới bảo tiêu để bọn hắn tới hỗ trợ đem đường chu đưa đi bệnh viện hệ thống túc chủ đại đại đứa nhỏ này cũng quá không kinh hãi nữ chính tại hắn trong suy nghĩ rất chọc yếu đột nhiên suy đoán ra bản thân chọc yếu nhất người khả năng kinh lịch sự tình hắn làm sao chịu được dạng này a à, thật là làm khó đứa nhỏ này thống tử a à, ta tại sao không có theo ngươi trong giọng nói, nghe được đồng tình ý tứ, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy hắn đáng đời đâu, mặc dù đứa nhỏ này tâm địa không xấu, nhưng đứng tại nguyên chủ lập trường đến nói, Đường Chu còn là đối lập mới, chuyện này nói như thế nào đây, liền là lập trường vấn đề, ăn đau khổ cũng tốt, ngày tháng sau đó liền tốt qua. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 3367 của tác phẩm xuyên nhanh nữ phối bình tĩnh một chút bằng không túc chủ đại đại quay đầu tính sổ sách còn không biết khổ là ai đâu hắn mới sẽ không nói chính mình đã sớm đoán được túc chủ đại đại là cố ý để đường chu chịu đau khổ đường chu hôn mê được đưa vào bệnh viện sự tình kinh động tất cả mọi người âu dương tây hiền cũng rất giật mình cũng còn coi là đường chu có phải hay không đến nghiêm trọng tật bệnh về sau được cho biết không có chuyện gì mới thở dài một hơi đi bệnh viện nhìn đường chu chỉ là đường chu trạng thái, cho người ta cảm giác rất không thích hợp. Còn có chính là, đường chu lại muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện, mang hiếu kỳ, Âu Dương Tây hiển lưu tại đường chu phòng bệnh. Tiểu chu ngươi muốn nói gì, nàng thế nào, đường chu sắc mặt rất yếu ớt, vừa nghĩ tới cái kia khả năng, hắn liền có bất tỉnh đi xúc động, nếu quả thật cùng hắn nghĩ tới như thế, như vậy. Âu Dương Tây Hiền sẽ phản ứng ra sao đây? Cái này nhiệt, bất luận thế nào, đều sẽ báo ứng đến hắn thân tỷ trên người sao? Quả nhiên là hắn vô năng. Nàng, ngươi bây giờ còn băn khoăn cái kia người nhân bản? Tiểu Chu, ta nói qua chuyện này ngươi không muốn tham dự, ta tự có kết luận." Âu Dương Tây hiển hơi không kiên nhẫn, "Nếu như ngươi muốn nói là chuyện này, vậy ta liền đi trước. Bác sĩ nói qua ngươi thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Trước khi hôn mê, có thể là thiếu oxy, gần nhất còn là trung thực ở lại nhà, đừng để tiểu quả lo lắng. Tỷ phu, ngươi đem nàng thả đi, chỉ cần ngươi đem nàng thả, ngươi muốn cái gì?" ta có thể dùng đường thị đến đền bù. Tiểu Chu, người biết người đang nói cái gì sao? Âu Dương Tây hiền đến gần chút, người cũng quản lý đường thị có mấy năm. Hẳn phải biết lúc này từ bỏ, sẽ đối Âu Dương Thị có cái dạng gì ảnh hưởng. Tỷ phu, nếu như nằm tại phòng thí nghiệm chịu khổ là tỷ tỷ. Người sẽ còn nghĩ như vậy sao? Cuối cùng, đường Chu còn là hỏi ra vấn đề này. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Âu Dương Tây hiền Nếu như người kia là tỷ tỷ, người còn là sẽ tiếp tục quyết định này để tỷ tỷ chịu khổ sao tiểu chu ngươi xác thực bệnh không nhẹ tiểu quả hiện tại thật tốt ngươi nâng dạng này ví dụ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì phòng thí nghiệm ngươi không thể nào là tỷ tỷ của ngươi ngươi chỉ cần trả lời ta nếu như người kia là tỷ tỷ đến bây giờ lúc này ngươi sẽ đình chỉ tất cả hạng mục dù là ất dương thị phá sản ảnh hưởng là thế giới cấp bậc ngươi sẽ đình chỉ sao tiểu chu không có cái gì nếu như loại khả năng này sẽ không tồn tại ta mới vừa nói nếu nếu là tỷ ta ngươi sẽ đình chỉ sao âu dương tây hiển trầm mặc một hồi nói nếu như là nàng vừa mở liền sẽ không có cái này hạng mục vì lẽ đó là sẽ đình chỉ tiểu chu người thật tốt dưỡng bệnh đi gần nhất ngươi trạng thái không tốt cũng không cần mang tiểu quả đi ra ngoài chơi đường chu không có ngăn đón chỉ thấy âu dương tây hiển rời đi vì lẽ đó đây là báo ứng a à? âu dương tây hiển là đi có thể làm sao đều không yên lòng Đường Chu lời nói kỳ thật để hắn rất bất an, làm sao lại có như vậy, kỳ quái ý nghĩ, trong phòng thí nghiệm người, là cái kia người nhân bản mới đúng, quả nhiên là tiểu Chu bệnh hồ đồ đi, lúc này, Khương Tân lại cho Âu Dương Tây Hiển gọi điện thoại, Âu Dương tiên sinh, cái kia người nhân bản đặc biệt muốn gặp ngươi, nàng nói gặp ngươi một lần, liền ngoan ngoãn phối hợp chúng ta thực nghiệm, Âu Dương Tây Hiển vẫn như cũ không có đáp ứng, chỉ là để Khương Tân chính mình xử lý, mặt khác, hắn còn an bài người nhìn chằm chằm đường chu động tĩnh bất quá chờ đến đường chu xuất viện cũng không có cái gì động tĩnh lớn mãi cho đến ngày nào đó giữa trưa đường chu lại tới gặp đường quả hai người cuối cùng đi một cái quán cà phê đương nhiên âu dương tây hiển mời thám tử tư cũng đi cùng thậm chí còn lợi dụng thủ đoạn đem máy nghe trộm làm đi vào đường quả là phát hiện nhưng không có ngăn cản đến thời điểm ta mua cho ngươi nước chanh mang tới đường chu đưa trong tay nước chanh đẩy lên đường quả trước mặt uống đi Trước ngươi thích nhất đồ uống, sau khi uống xong, người có thể nói cho ta, vì sao lại tại tỷ tỷ của ta trong thân thể sao? Tỷ tỷ của ta đi nơi nào? Đường Quả nắm nước chanh cái chén, cúi đầu lâm vào trầm mặc. Đường Chu trực tiếp như vậy, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3368 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, bất quá bây giờ gió đông đều có là cái kia công bố chân tướng thời điểm. Hôm nay sự tình, Âu Dương Tây hiển nhất định sẽ biết, đường quả rất mau đem một ly nước chanh uống xong, trong lòng yên lặng cùng hệ thống nhà rãnh, kỳ thật ta cũng không thích ăn chua, cùng nữ chính khẩu vị không sai biệt lắm, ưa thích là ngọt đồ uống. Hệ thống ví dụ như, kem ly loại kia, đường quả, quay đầu túc chủ đại đại dạy một chút Khương Tân đi. Người nhân bản đều rất thông minh, làm kem ly cái gì, khẳng định một giáo liền sẽ thẳng thắn cho hắn báo cái ban đến, chờ hắn học được làm cho ngươi, hắn hẳn là vui lòng. A à, Chu, ngươi đang nói cái gì? Đường Quả ngẩng đầu lên, có chút mê hoặc nhìn xem Đường Chu, ta không phải liền là ngươi tỷ tỷ sao? Ngươi muốn hỏi người đi ở nơi nào? Đường Chu nhìn chăm chăm Đường Quả trong tay cái chén, khẳng định nói, tỷ ta nàng không thích ăn chua đồ vật, một chút xíu vị chua đều không thể. Khi còn bé nàng nếm qua một lần chua, vừa mới cửa vào một chút xíu chua liền để nàng cảm thấy răng đều muốn rơi mà ngươi vậy mà có thể mặt không đổi sắc uống xong một ly nước chanh a à, chu ta không biết ngươi làm sao vậy nhưng người khẩu vị là sẽ cải biến lúc trước ta không thích ăn chua không có nghĩa là về sau đều không thích ăn a à. đường chu vẫn như cũ một mặt nghiêm túc không ta đã nghĩ rõ ràng ngươi tuyệt đối không thể nào là ta tỉ tỉ loại cảm giác này không có sai khoảng thời gian này ta nhìn không ít liên quan tới nhân loại tinh thần sóng điện não tư tịch Nhớ ngươi dạng này tình huống, đang suy đoán bên trên là thành lập, huống hồ, trên thế giới này bản thân liền có một ít kỳ kỳ quái quái năng lực. Phía trước ngươi không phải cũng có sao? Ta rất khẳng định, ngươi không phải tỷ tỷ của ta. A à, Chu, ta cho ngươi biết một cái chân tướng." Đường Chu đánh gãy đường quả lời nói, "Ta hiện tại coi như ngươi là ta tỷ tỷ, đem một cái chân tướng nói cho ngươi, ngươi sở dĩ có thể tỉnh lại, là bởi vì dùng sức một cái người nhân bản, tất cả khí quan. Cái kia người nhân bản cùng nhân loại không có khác gì, cũng là một cái sống sờ sờ người, đây hết thảy đều là Âu Dương Tây Hiển làm, hắn đã từng nói, coi như hy sinh bất luận cái gì, đều muốn đem ngươi cứu trở về, không tiếc đại giới, đường chu ánh mắt một mực tại đường quả trên mặt, phát hiện nàng xít sao lộ ra rất giật mình biểu lộ, nói, vì lẽ đó, Người thật không thể nào là ta tỉ tỉ, không cần che giấu nữa, ta tất nhiên mở miệng cùng ngươi nói chuyện này, đã nói lên là có đầy đủ nắm chắc, ngươi là nàng cái kia người nhân bản đúng hay không bởi vì nàng không có danh tự đường chu cũng không biết làm như thế nào xưng hô nàng có thể nói cho ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta tỉ tỉ bây giờ ở nơi nào sao ta biết chuyện này là chúng ta không đúng kỳ thật trước lúc này phụ thân ta đã sắp xếp người đi cái kia đảo nhỏ tìm ngươi chỉ là không biết vì cái gì hòn đảo nhỏ kia vị trí vẫn luôn tìm không thấy chúng ta cũng vẫn đang ngó chừng âu dương tây hiền chờ mong có khả năng cứu ngươi ra tới, ta dự định cho tới bây giờ đều là đem ngươi đưa đến một cái an toàn địa phương đi qua một người bình thường sinh hoạt. Ngươi cả đời này, chúng ta người một nhà sẽ phụ trách. Đường Chu hốc mắt đỏ bừng, kỳ thật hắn đã nghĩ đến xấu nhất kết quả, liền là hiện nay ở trong phòng thí nghiệm chịu khổ người nhân bản. Mới là hắn tỉ tỉ, hai người sóng điện não, lẫn nhau đổi, làm sao đổi, có lẽ là tại dưới tình thế cấp bách, cái này người nhân bản lại thức tỉnh cái gì lực lượng. Mới thay đổi Mặc dù là nàng làm, hắn nhưng không có tư cách trách nàng. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3369 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, hẳn là tại phòng thí nghiệm, tiếp nhận cắt miếng thống khổ đi. Đường Quả không tiếp tục phủ nhận, dù sao hôm nay nàng là dự định trước cùng Đường Chu công bố cái này chân tướng. Nàng thanh âm thanh âm trầm thấp, lại mang theo vài phần quỷ dị, liền là ta ngay từ đầu cảm nhận được loại đau khổ này hiện tại nàng mỗi ngày đều tại tiếp nhận. Hệ thống, túc chủ người qua giống y như thật, đường chu đứa nhỏ này chịu không được. Ánh mắt hắn hồng, đường chu đỏ lên mát, nắm chặt song quyền, khắc chế chính mình phẫn nộ. Sai là chúng ta, không phải nàng, đường quả ngẩng đầu lên, khả năng lúc ấy ta quá đau, quá muốn thoát khỏi loại kia bất lực cảm giác. Lúc kia ta có một loại cảm giác, nếu như một mực nằm ở nơi đó, có thể sẽ mãi mãi cũng nằm ở nơi đó, cả đời này cũng không có cách nào thoát khỏi. Tuyệt vọng bất lực phía dưới một cái nháy mắt, ta chung quanh có một loại rất kỳ quái cảm giác, sau đó liền đổi một chỗ. Đợi đến tỉnh lại, liền phát hiện chính mình tại mặt khác một thân thể bên trong. Hơn nữa còn là các ngươi đều để ý người kia, vì lẽ đó, nắm giữ tỷ tỷ của ta ký ức ngươi, dự định đóng vai nàng sống sót, đúng không? Bởi vì ngươi không nỡ đây hết thảy, càng không nỡ Âu Dương Tây Hiền. Thế nhưng là, đòi mạng ngươi là Âu Dương Tây Hiền, cái này người đối ngươi kỳ thật ý tứ mảy may tình cảm không có đúng vậy a à, trở thành nàng không chỉ có thể thật tốt hoặc là còn có vô số yêu nàng người có thân nhân có thê tử có một cái hướng về nàng đệ đệ có thể an an ổn ổn còn sống không cần chịu cắt chém nỗi khổ cứ việc đường quả khóe môi treo chút nụ cười mỗi một lần không cẩn thận nghe được hắn cùng phòng thí nghiệm tiến sĩ trò chuyện đối người nhân bản vô tình trong lòng vẫn là có chút khổ sở ta nghĩ lại chịu khổ đã không phải là ta mà là hắn để ý nhất người nghĩ như vậy trong lòng lại có một loại đặc biệt khoái ý tỷ tỷ của ta là vô tội đường chu mờ mịt nói hiện tại biết được chân tướng hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì hắn chỉ muốn lập tức đi phòng thí nghiệm đem người cứu trở về chỉ là nếu như đem chuyện này nói cho âu dương tây hiền trước mắt người làm sao bây giờ âu dương tây hiền hẳn là sẽ rất điên cuồng lại bởi vì cái này người người sở hữu tỷ tỷ thân thể cũng không có cách nào làm sao nàng thế nhưng là thế nhưng là về sau âu dương tây hiền nhất định sẽ khởi động phòng thí nghiệm một cái khác nghiên cứu hạng mục có quan hệ nhân loại sóng điện não đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì bây giờ nghiêm trọng hơn sự tình chính là tỷ tỷ đã biết chân tướng nhớ tới phía trước âu dương tây hiền nói cái kia người nhân bản một mực muốn gặp âu dương tây hiền sự tình đường chu trong lòng liền là nhảy một cái tạo thành đây hết thảy hậu quả không phải là các ngươi sao là các ngươi để ta sinh ra vì cứu sống nàng để ta trở thành một cái công cụ người để ta kiến thức cái này thế giới mỹ hảo nhưng lại muốn tàn nhẫn tước đoạt ta sinh mệnh thậm chí lưu lạc thành một cái hiển nhiên rút ra lợi ích công cụ ai chịu đựng được a à, nhân loại các ngươi không phải có một câu nhân loại đều là ích kỷ sao vì còn sống làm chút gì đó chuyện xấu không phải rất bình thường sự tình sao ngươi nhìn âu dương tây hiền vì hắn để ý người có thể tiếp tục còn sống không phải cũng là cái gì đều làm đi ra sao vì hắn công ty đi hướng toàn cầu vẫn luôn đang tiến hành tàn nhẫn thực nghiệm nàng phụ thân mẫu thân còn có ngươi cái này thân đệ đệ coi như trong lòng có một chút không đành lòng thế nhưng là vì nàng có thể sống các ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể chịu được trong lòng bất an tiếp nhận hết thảy bởi vì các ngươi để ý ngươi nếu như có thể tiếp tục sống sót các ngươi chỉ cần nỗ lực lương tâm bất an đại giới nhiều nhạy nhóm a cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 3370 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, ta nói qua, sẽ bảo hộ ngươi, cho ngươi đi một cái an toàn địa phương. Ngươi nửa đời sau, ta sẽ phụ trách tới cùng. Ta nhớ được cái này, ngươi tâm đúng là tốt, ta cũng không xoắn suýt ngươi điểm xuất phát là vì ai. Chỉ muốn nói một sự thật, ngươi cho rằng lấy ngươi bản sự, thật có khả năng đem ta đưa tiễn sao. Đường quả hỏi lại, hiện tại ngươi đã biết chân tướng cùng tại ta chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi cứu ngươi để ý người đi." Đường Chu không lời nào để nói, trầm mặc thật lâu nhìn xem đường quả, ước chừng có 20 phút bộ dáng, sau đó hắn mới mở miệng, "Ta đưa ngươi đi thôi, chờ đem ngươi đưa đến một cái an toàn địa phương, ta liền để Âu Dương Tây hiền biết chân tướng, đem tỷ tỷ thả ra." Khiến Đường Chu đau lòng là, tỷ tỷ ăn nhiều như vậy khổ, để hắn may mắn là, người nhân bản thân thể cường đại, tỷ tỷ vẫn là có thể tiếp tục sống sót. Chỉ là nàng cùng Âu Dương Tây Hiền hẳn là không có khả năng. Còn Âu Dương Tây Hiền sẽ như thế nào? Không tại hắn cân nhắc bên trong, đã ngươi đều biết, ngươi đi nói cho hắn biết, chân tướng, cứu trở về tỷ tỷ của ngươi đi, đưa ta rời đi còn là miễn đi. Đường Quả không quan trọng nói, cái kia một bộ nhìn thấu sinh tử bộ dáng, ngược lại để Đường Chu không biết nên nói thế nào cái gì. Với tư cách tỷ tỷ thân đệ đệ, phát sinh dạng này sự tình, hắn hẳn là hận nàng mới đúng. Thế nhưng là Hắn không có cách nào hận, đúng vậy, nàng nói không sai, hết thảy khởi nguyên đều là bọn hắn những này ích kỷ người. Nếu như không phải kinh lịch đã từng một đời kia, lúc này hắn khả năng đã rất căm hận nàng đi. Bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi thật tốt sống sót, tỷ tỷ ta sẽ cứu trở về, liên quan tới ngươi ta cũng sẽ đưa tiễn. Sự tình đều biến thành dạng này, cũng không thay đổi được cái gì. Nếu như tỷ tỷ ở đây, nghe đến mấy câu này cũng là sẽ tán đồng. Đường Quả cười hỏi: ta là cùng nàng lẫn nhau thay đổi thân phận, để nàng ăn hai năm đau khổ, bất kỳ cái gì một người bởi vì đối với ta là căm hận. Nàng làm sao lại tán đồng ngươi cách làm, nàng sẽ, ngươi tin tưởng ta, nàng sẽ, nàng sẽ không trách ngươi, đường chu cười khổ, mặc dù ngươi không tin, có thể sự thật chính là như vậy, nàng chính là như vậy ngươi, ta đưa ngươi đi, tỷ tỷ bên kia ta đã chờ không nổi, chờ an bài ngươi, ta liền đi mang nàng đi ra. Âu Dương Tây Hiển cái này người mặc dù không có cái gì lương tâm đối tỷ ta vẫn là thật lòng đường quả nhìn xem đường chu một hồi đột nhiên nói vậy ta còn thật là sai trách nàng có lẽ nàng thật cùng các ngươi nói đồng dạng được rồi được ta phối hợp ngươi ta lập tức nghe ngươi an bài đường chu trong lòng thở dài một hơi vội vàng mang theo đường quả rời đi quán cà phê đường quả về nhà cầm giấy chứng nhận lại vội vàng bị đường chu tiếp đi tại bọn hắn hướng sân bay đi thời điểm thám tử tư ngay tại liên hệ âu dương tây hiền không khéo là âu dương tây hiển ngay tại mở một cái khẩn cấp hội nghị không có tiếp vào hắn điện thoại chờ chút thương nghị kết thúc đang muốn cho thám tử tư trả lời điện thoại hỏi lúc nào vậy mà cho hắn đánh mấy cái điện thoại kết quả khương tân điện thoại đến cao tiến sĩ lại có chuyện gì nếu như là cái kia người nhân bản có chuyện gì trừ phi nàng sinh mệnh gặp nguy hiểm nếu là thấy ta loại sự tình này cũng không cần tới tìm ta âu dương tây hiển lạnh lùng nói ta còn muốn bận bịu âu dương tiên sinh chờ một chút Ta bên này có một cái rất trọng yếu tình huống muốn xin chỉ thị ngươi. Chuyện gì? Là như thế này, chúng ta có một cái trọng đại phát hiện, chỉ cần làm như vậy, đến lúc đó rút ra chúng ta cần thành phần, không chỉ có sẽ thuận tiện rất nhiều, số lượng cũng sẽ gia tăng. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3371 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, phát hiện gì? Âu Dương Tây hiển nhíu mày, muốn làm thế nào? nếu như phòng thí nghiệm điều kiện đủ lời nói cao tiến sĩ dựa theo chính mình ý nghĩ làm liền được cần gì trực tiếp lấy liền được hiện tại cao phong với hắn mà nói xác thực phi thường trọng yếu là như thế này cái kia người nhân bản không phải có năng lực tái sinh sao nếu như chúng ta đưa nàng thân thể chia rất nhiều bộ phận bảo đảm mỗi một bộ phận đều có thể sống sót như vậy tại thời gian nhất định bên trong liền có thể tìm ra bao nhiêu cái đồng dạng người nhân bản giống như tế bào phân liệt sinh sôi đồng dạng Bất quá, hiện nay còn không biết có thể hay không thành công, cho nên chúng ta dự định trước cắt một cái hơi lớn hơn một chút bộ phận. Bỏ vào dịch dinh dưỡng cùng tăng trưởng dịch bên trong bồi dưỡng. Dù sao sự tình như thế lớn, cho nên mới đến thỉnh giáo Âu Dương Tiên Sinh, Âu Dương Tây Hiển bên kia trầm mặc một hồi, mới hỏi, nắm chắc được bao nhiêu phần, hiện nay có một nửa nắm chắc, dù sao thực nghiệm thành công thất bại hay không, đều phải làm mới biết được kết quả, lại có nắm chắc thực nghiệm, đó cũng là có thất bại khả năng chỉ là như vừa lệnh làm về sau, có quan hệ khí quan chữa trị dịch sản lượng sẽ giảm xuống 1 phần 3. Dù sao ảnh hưởng này còn là tương đối lớn, cái kia cao tiến sĩ đi làm đi, ta bên này chưa có xác định cụ thể thời gian, có thể hướng phía sau kéo dài thời hạn, không nhất thời vội vã. Khương Tân trong lòng huệ một chút, hay là dùng cao phong giọng nói nói, có Âu Dương Tiên sinh câu nói này, vậy chúng ta liền yên tâm, đúng, cái kia người nhân bản còn là mỗi ngày tại nhắc tới ngươi. Âu Dương Tây Hiển không có trả lời trực tiếp đem điện thoại cúp máy đạt được như thế lớn một tin tức âu dương tây hiền trong thời gian ngắn còn đắm chìm tại tương lai sự nghiệp vĩ đại bên trong quên thám tử tư sự tình qua không sai biệt lắm có hai giờ thám tử tư lại gọi điện thoại cho hắn âu dương tiên sinh trước ngươi đi nơi nào ta chỗ này có một cái rất chọc yếu tình huống phải nói cho ngươi thám tử tư hiện tại là đầu đầy mồ hôi lạnh mặc dù không xác định chính mình hắn nghe trộm đến sự tình có phải là thật hay không có thể đối âu dương tây hiền đến nói hẳn là rất trọng yếu trong này khẳng định còn cất giấu cái gì đại bí mật để hắn có một loại cái cổ lạnh lẽo cảm giác sự tình gì gấp gáp như vậy âu dương tiên sinh và hôm nay buổi sáng ta xác thực nghe trộm đến một chút kỳ quái lời nói chính mình không nắm được là thật còn là trò đùa hoặc là phu nhân cùng nàng đệ đệ tại tập luyện tiết mục gì chỉ là hiện tại bọn hắn đã đi sân bay ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào phía trước lập tức liên hệ ngươi chỉ là không biết vì cái gì ngươi không có tiếp không muốn nói nhảm chỉ nói chính sự nghe được người đi sân bay âu dương tây hiển liền có chút ngồi không yên thật tốt vậy ta liền sẽ ghi âm cho ngươi truyền tới ngươi tiếp thu một chút ngươi có khả năng đem ta đưa đến đi đâu xác định âu dương tây hiển tìm không thấy sao đường quả mặc dù cùng đường chu đi âu dương tây hiển thậm chí còn đặt trước vé máy bay trên thực tế hiện tại nàng không tại phòng chờ máy bay mà là có đường chu an bài nàng bên trên một cỗ phổ thông xe van Đường Chu cũng cải trang trang phục một phen, tại biết khả năng này thời điểm, hắn liền vụng trộm an bài những thứ này, lúc đầu những này an bài là vì lúc trước để nàng đào tàu, lúc kia không dùng, hiện tại một chút lộ tuyến sửa đổi một chút, còn có thể dùng, đi sân bay, bất quá là chuyển di ánh mắt, coi như ra ngoại quốc, Âu Dương Tây Hiền còn là rất dễ dàng tìm tới nàng, còn không bằng đưa nàng đưa đến một chút xa xôi nông thôn, hơi rất lại phía sau điểm địa phương, còn không dễ dàng bị phát hiện nhất là một chút ngồi xe không cần thẻ căn cước địa phương cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo này nếu không phải cực mạnh sự nhẫn nại khả năng đã sớm sụp đổ cao tiến sĩ âu dương tiên sinh người làm sao chủ động gọi điện thoại tới đúng chúng ta vừa mới đối cái kia người nhân bản tiến hành một bộ phận tách rời đem một cái bộ phận ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong hiện nay còn là sống sót liền chờ một tháng sau kết quả khương tân trong lòng buồn nôn giọng nói lại vô cùng hưng phấn nói, tiểu điềm cho hắn lời kịch càng ngày càng biến thái, hắn nên làm cái gì? Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 3372 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, ta an bài hẳn không có vấn đề, đằng sau còn chuẩn bị rất nhiều chương nhãn pháp, Âu Dương Tây Hiền hẳn là tìm không thấy ngươi, đường chu đem một tấm thẻ đưa cho đường quả, cái này thẻ là ta dùng một người bạn danh nghĩa làm đến lúc đó sẽ định kỳ cho ngươi thu tiền ở phía trên ghi nhớ nếu như muốn an an ổn ổn sống sót cũng không cần ngoi đầu lên trước đi nông thôn ở tất cả hết thảy ta đều an bài tốt chờ thời cơ đến ta sẽ sai người cho ngươi cái thẻ căn cước đường quả cầm thẻ cúi đầu không nói gì không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy ta cũng không nghĩ tới ta sẽ làm những thứ này âu dương tây hiển cái này nam nhân ta vẫn luôn không có nắm chắc làm cái gì giấu diếm hắn nhưng lần này ta đã dùng chính mình tất cả lực lượng đừng để ta thất vọng có thể chứ vĩnh viễn không nên xuất hiện tại âu dương tây hiền trong tầm mắt thật tốt còn sống đáp ứng ta cũng không cần bởi vì chúng ta đã từng phạm phải sai lầm đi tổn thương mặt khác người vô tội đường quả ngước mắt lộ ra chút nụ cười tốt ta sẽ không tổn thương bất luận cái gì người vô tội vậy là tốt rồi ta lại cho một hồi liền muốn tách rời chờ chút để thợ trang điểm giúp ngươi trang điểm một chút bởi vì ngươi thân phận đặc thù không thể ngồi bất luận cái gì cần thẻ căn cước xe nhưng ta an bài cho ngươi rất nhiều xe bọn hắn sẽ đem ngươi đưa đến mục đích khả năng những xe này hoàn cảnh không hề tốt đẹp gì ngươi nhẫn nại một chút đường chu nhìn có chút bức thiết hẳn là muốn đi đem chính mình thân tỷ mang ra ước chừng nửa giờ sau đường chu cùng đường quả cáo biệt rời đi thời điểm nhanh chóng cấp bách hắn một lần nữa trở về sân bay vừa mới thò đầu ra liền bị một đám đại hán đè lại hắn không có chút nào phản kháng, lộ ra một cái trong dự liệu ánh mắt, quả nhiên, Âu Dương Tây Hiển một mực sắp xếp người nhìn xem bọn hắn. May mắn, hắn đoán được điểm này, tại Âu Dương Tây Hiển thư giãn đoạn thời gian kia, an bài những thứ này, đường chu bị mang vào Âu Dương Tây Hiển thư phòng, là bị đại hán thô lỗ đẩy tới đi, theo thuộc hạ người cũng có thể thấy được, Âu Dương Tây Hiển hẳn phải biết cái gì, tiểu quả đâu, trong thư phòng khói mù lượn lờ. Hiển nhiên Âu Dương Tây Hiển hút thuốc, nói cho ta, tiểu chu phía trước ngươi cùng tiểu quả có phải hay không tại tập luyện tiết mục gì muốn đi đâu biểu diễn đường chu nhìn xem âu dương tây hiền mặt không hề cảm xúc cắt cắn chặt răng phảng phất đang ẩn nhẫn cái gì trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác đi đón tỷ tỷ trở về đi tỷ phu đường chu trực tiếp mở miệng nói ngươi để người đem ta bắt trở lại không phải liền là nghe được cái gì sao ngươi nghe được liền là chân tướng ta đã đưa nàng đưa tiễn hiện tại đem tỷ tỷ tiếp trở về được không? Âu Dương Tây Hiển nghe được đường chu chính miệng đáp lại. Dùng sức bóp gãy trong tay thuốc lá. Cả người là một cái lảo đảo Kém chút ngã nhào trên đất. Hắn đỡ lấy bàn đọc sách. Thanh âm khàn khàn. Người đang nói đùa gì vậy? Làm sao có thể có dạng này ly kỳ sự tình? Ta biết người vẫn luôn nghĩ thả cái này người nhân bản. Có phải là muốn dùng loại thủ đoạn này? Gạt ta thả người. Tỷ phu. Nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Kết hợp lại người liền không có chút nào hoài nghi sao? Đường Chu biết Âu Dương Tây Hiền còn ôm cuối cùng hy vọng. Ta biết ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Bởi vì bây giờ tại phòng thí nghiệm là tỷ tỷ, giữa các ngươi song đời, ngươi đời này làm bất luận cái gì đền bù, cũng không có cách nào để nàng cùng với ngươi, ngươi đối làm sự tình, ngươi cho nàng tạo thành tổn thương, mãi mãi cũng là từng đạo không cách nào khép lại, đẫm máu lỗ hồng, tiểu chu, cái này trò đùa không có chút nào buồn cười, Âu Dương Tây Hiển, con người của ta không thích trò đùa. Đường Chu dùng sức vỗ xuống bàn, sau đó nắm chặt Âu Dương Tây Hiển cổ áo, gặp hắn bộ dáng lãng phí, đột nhiên châm chọc bật cười, "Đối mặt đi, đây hết thảy đều là thật, là ngươi tham lam, mới để cho tỷ tỷ một mực tại chịu khổ, đến lúc này, ngươi hay là không muốn tiếp nàng trở về, có phải là tại ngươi trong suy nghĩ, nàng còn là so ra kém ngươi sự nghiệp vĩ đại, không muốn lại do dự, tỷ tỷ tại phòng thí nghiệm một ngày, liền chịu khổ một ngày." Đường Chu đều có chút cấp bách, hắn hiện tại thật đúng là sợ. Âu Dương Tây Hiền đột nhiên liền không thèm để ý tỉ tỉ. Âu Dương Tây Hiền chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Trùng Điệp ngồi trên ghế, ngón tay phát run cầm điện thoại lên, Đường Chu nhìn ra trên mặt hắn sợ, trong lòng chỉ thở dài một hơi, ta cho phòng thí nghiệm gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức đình chỉ bất luận cái gì thực nghiệm hạng mục. Chúng ta lập tức đi qua tiếp người, Tiểu Chu, chuyện này không xong, không quản ngươi đem tiểu quả thân thể đưa đến nơi đó đi ta đều sẽ tìm trở về. Âu Dương Tây Hiển nói những lời này, thanh âm đều đang phát run, đường chu biết cái này người là khắc chế. Lúc, mời các bạn theo dõi chương 3373 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, ba, Khương Tân dứt lời, Âu Dương Tây Hiển trong tay điện thoại trực tiếp rơi đến trên mặt bàn. Vang lên ba một tiếng, đứng tại đối diện đường chu thấy thế, mặt lập tức trắng, khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra, hắn nắm chặt hai nắm đấm lông mày làm sao đều triển không mở, trong mắt cùng trên mặt là tràn đầy lo lắng cùng gấp. Âu Dương Tây hiển một cái hoảng hốt, nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhặt lên rơi xuống ở trên bàn sách điện thoại. Thanh âm trầm thấp, còn mang theo run dày, không để ý đến Khương Tân ở bên kia hỏi hắn làm sao vậy. Mà là thanh âm lạnh lùng, lại dẫn cấp bách mở miệng, cao tiến sĩ, lập tức đình chỉ đôi cái kia người nhân bản tất cả thực nghiệm. Ghi nhớ, ta muốn là lập tức đình chỉ, cùng với, các ngươi cái gì cũng không cần làm, ta lập tức tới, một hơi đem những lời này nói chuyện, Âu Dương Tây Hiền sắc mặt mặc dù nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Thế nhưng là hắn trên thân đã ướt đẫm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nghĩ rất nhiều, hắn không có cách nào lừa mình dối người, khắp nơi điểm đáng ngờ, lại thêm đường chu nói, chỉ sợ trong phòng thí nghiệm cái kia người nhân bản, mới thật sự là tiểu quà, hắn dùng sức nắm vuốt điện thoại, thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, sự tình làm sao lại biến thành dạng này âu dương tiên sinh người làm sao hiện tại thực nghiệm đã khởi động không có cách nào tùy tiện đình chỉ a à. phía trước âu dương tiên sinh không phải là rất ủng hộ cái này sao khương tân tiếp tục chính mình lời kịch mặc dù không có trước mặt âu dương tây hiền nhưng hắn đã cảm giác được âu dương tây hiền hiện tại trạng thái tuyệt đối không phải rất tốt lúc này âu dương tây hiền nội tâm nhất định là phi thường hối hận a à. vốn cho rằng là tại cứu mình ưa thích người đáng tiếc kết quả là chính mình tự mình đem ưa thích người đẩy hướng vực sâu đã từng chỉ cho là cái kia người nhân bản nắm giữ ưa thích người ký ức, mới có thể thường xuyên gọi hắn danh tự, hiện tại Âu Dương Tây hiền nhớ tới những này, không biết trong lòng là cái thế nào, tư vị, tư vị kia, tuyệt đối là không dễ chịu, dù sao, hắn nếu là đứng tại đối phương vị trí kia, biết chân tướng, sẽ hận không thể đem chính mình giết chết, ta nói đình chỉ liền đình chỉ, lập tức đình chỉ tất cả thực nghiệm, ghi nhớ, không muốn đối cái kia người nhân bản làm bất cứ chuyện gì. Hết thầy chờ ta tới lại nói, Âu Dương Tây Hiền hiện tại không có cách nào suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Miệng cảnh cáo rời đi một phen, liền sẽ điện thoại cúp máy, nếu không phải còn có chuyện phải làm, khả năng hiện tại hắn đều không có cái gì khí lực. Lần này cái kia mang ta lên, dù sao trong chốc lát đi qua, nhìn thấy tỷ ta, nàng khả năng không muốn để ý đến ngươi, đường chu ngăn lại vội vã muốn đi ra ngoài Âu Dương Tây Hiền. Ngươi suy nghĩ một chút mấy năm này, tỷ ta ở trong phòng thí nghiệm ăn đau khổ, nàng liền xem như lại thiện lương người, trong lòng đối ngươi cũng là chú ý, ta cái này đi đón nàng trở về, về sau nàng sẽ không còn nhận bất cứ thương tổn gì. Đường Chu nghe nói như thế, giận quá thành cười, một tay nắm chặt Âu Dương Tây Hiển cổ áo, "Chào phúng, Âu Dương Tây Hiển, ngươi muốn hay không nhớ lại một chút, tỷ ta nhận biết ngươi đến, ăn tận bao nhiêu đau khổ, không nói trước phòng thí nghiệm sự tình, liền nói ngay từ đầu trong thân thể khí quan xuất hiện suy kiệt tình huống. Chẳng lẽ không phải là đối thủ của ngươi làm?" Âu Dương Tây hiền cũng là bởi vì ngươi, nàng mới ăn nhiều như vậy đau khổ, nếu không phải ngươi, thân thể nàng nhất định sẽ khỏe mạnh, sẽ không bị người chút xuống những cái kia loạn thất bát tao thuốc. Sẽ không có ngày nay sự tình, ngươi vì cứu nàng, để phòng thí nghiệm nghiên cứu người nhân bản, thế nhưng là những này nàng cũng không biết, ngươi không quản làm cái gì, cho tới bây giờ đều không có để ý qua nàng ý nghĩ. Ngươi chỉ là nhớ nàng còn sống mà thôi, thỏa mãn chính ngươi, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3374 của tác phẩm Xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, hiện tại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi thật coi là các ngươi còn có thể cùng lúc trước đồng dạng, ngươi làm hết thảy, tỷ ta đều biết, mấy năm này trên người nàng chuyện gì xảy ra, ngươi phòng thí nghiệm kia bên trong hẳn là có ghi chép a. Đường Chu không chút khách khí để lộ Âu Dương Tây hiển vết xéo. Khả năng nàng thật không muốn để ý tới ngươi, đem ta mang lên ta muốn đích thân đem tỷ tỷ mang về nhà chiếu cố. ngươi nếu là nhớ nàng thật tốt, liền mang theo ta đồng thời đi. Cuối cùng, Âu Dương Tây Hiền đáp ứng. Hai người vội vã đi hướng hòn đảo nhỏ kia, có đường quả trước đó an bài, bọn hắn đi qua rất thuận lợi. chưa từng xuất hiện lạc đường cái gì, nhưng hòn đảo nhỏ kia khoảng cách bên này thành thị còn là có nhất định khoảng cách. bọn hắn là một ngày sau đó mới đuổi tới trên đảo nhỏ, tại nhìn thấy Khương Tân thời điểm, Âu Dương Tây Hiền liền rất cấp bách hỏi nàng đâu, ở nơi nào, tình huống thế nào, có xảy ra vấn đề gì hay không, gấp gáp như vậy Âu Dương Tây Hiền, cũng là đường chu lần thứ nhất nhìn thấy, lúc này, đường quả cũng đã trở lại hòn đảo nhỏ này lên, đường chu cho nàng an bài địa phương, nàng căn bản cũng không có đi, nửa đường tìm cơ hội rời đi, bất quá nàng cho những người kia một khoản tiền, để bọn hắn giả vờ như mang theo nàng đi cái nào đó nông thôn bộ dáng Khương Tân phía trước nhìn thấy đường quả, tâm tình rất tốt, nhưng nhìn thấy âu dương tây hiển về sau tâm tình lại không tốt trước lúc này tiểu điềm lại an bài cho hắn lời kịch vì lẽ đó khương tân không có để ý âu dương tây hiển gấp gáp mà là dùng một loại cũng có chút gấp gáp còn có chút thất vọng giọng nói nói ra âu dương tiên sinh phía trước chúng ta đã nghe ngươi lời nói đình chỉ hết thảy thực nghiệm hành vi bởi vì có ngươi căn dặn chúng ta cũng không dám đối người nhân bản lại tiến hành thực nghiệm liền làm cho đối phương lưu tại dịch dinh dưỡng bên trong còn phía trước lấy ra cái kia một bộ phận, vẫn như cũ là đặt ở trong ống nuôi cấy, bên trong có dịch dinh dưỡng cùng tăng trưởng dịch, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, nói cho ta nàng ở đâu, nàng còn tại dịch dinh dưỡng bên trong, chỉ là, Âu Dương Tiên Sinh, ta phải nói cho ngươi một kiện phi thường bất hạnh sự tình. Lần này thực nghiệm thất bại, không chỉ có thực nghiệm thất bại, cái kia người nhân bản hiện nay cũng xuất hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Khương Tân tiếp tục chính mình lời kịch, vòng phòng hộ xuống con mắt, ngay tại quan sát âu dương tây hiền biểu lộ âu dương tây hiền xác thực khẩn trương lên nhưng vẫn là duy trì một mặt lạnh lùng bộ dáng chuyện gì xảy ra nhân bản thể xuất hiện vấn đề lấy ra cái kia một bộ phận coi như ngâm mình ở tăng trưởng dịch dịch dinh dưỡng bên trong không chỉ có không có phát dục một điểm thậm chí còn đang từ từ tử vong khương tân rốt cục nói ra tình huống cùng với nhân bản thể bản thân giống như cũng xuất hiện đồng dạng vấn đề lấy ra rơi một bộ phận vị trí không tiếp tục tăng trưởng mới đi ra hai ngày này chúng ta không hề động nhân bản thể tình huống là hôm nay bắt đầu xuất hiện dựa theo hiện tại nhân bản thể tế bào tử vong tốc độ khả năng không cần một tháng nàng liền sẽ hoàn toàn tử vong khương tân trực tiếp phán tử hình âu dương tây hiền cũng không ngồi yên được nữa một cái lảo đảo liền hướng đằng sau rút lui mà đi chỉ là rất nhanh hắn lại nhanh chóng đi lên nắm chặt khương tân cổ áo hai mắt đỏ bừng chữ từ trong hàm răng gạt ra ta muốn gặp nàng Ngươi cho ta cứu sống nàng, ta không được nàng chết, nàng nếu là có một chút xíu không tốt, ta liền sẽ nơi này hủy. Cao Phong, ngươi có nhiều như vậy biện pháp, nhất định có thể đem nàng cứu sống. Khương Tân bị ép mang theo Âu Dương Tây Hiển nhìn cái kia người nhân bản tồn tại trong ống nuôi. Cấy, thông qua trong suốt bồn nuôi cấy, Âu Dương Tây Hiển rốt cục nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3375 của tác phẩm xuyên nhanh nữ phối bình tĩnh một chút âu dương tây hiển nhìn đối phương mất đi một cánh tay con mắt đóng chặt phẳng phất ngủ thiếp đi cũng giống như là không có một chút điểm sinh mệnh thời điểm hắn biểu lộ rốt cục trở nên phong phú Giấy dụa thống khổ khổ sở dữ tợn điên cuồng tuyệt vọng nhất là nhìn thấy cánh tay vết thương là chỉnh tề bộ dáng âu dương tây hiển một chút rụp đổ loại kia thiên địa đều sập cảm giác hắn không biết nên hình dung như thế nào chỉ là nhìn thấy hoàn toàn không mở mắt ra nàng hắn mới phát giác được cái này thế giới là hắc ám cứu nàng âu dương tây hiển dùng sức nắm khương tân cổ áo dùng sức bóp lấy hắn cái cổ ngươi cho ta cứu sống nàng ngươi không phải bản lãnh lớn sao người nhân bản đều có thể nghiên cứu ra được nhất định có thể cứu nàng chỉ cần ngươi cứu sống nàng ta cái gì đều cho ngươi muốn cái gì đều được ta có thể đem hòn đảo nhỏ này mua lại tạm cho ngươi thông qua phòng thí nghiệm thu hoạch lợi ích đều cho ngươi tương lai ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Âu Dương Tiên Sinh, rất đáng tiếc, ta làm không được, nàng vốn là một cái nhân bản thể, là từ một nhân loại gen nghiên cứu ra được, mặc dù là cùng nhân loại đồng dạng, kỳ thật lại có thật nhiều khác biệt. Trong cơ thể nàng năng lực tái sinh, đã bị ép khô, khả năng liền là cái này nguyện ý, khiến cho nàng thân thể không có cách nào lại dài hoàn toàn. Mặc dù chuyện này xác thực đối Âu Dương Tiên Sinh đả kích rất lớn, cũng sẽ cho ngươi công ty mang đến tổn thất, bất quá đây quả thật là không có cách nào sự tình chúng ta nếu là có thể đưa nàng cứu sống cũng sẽ không chỉ đem nàng ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong chúng ta phòng thí nghiệm mỗi người ước gì nàng có khả năng một mực sống sót vì lẽ đó thật rất đáng tiếc tốt như vậy một cái vật thí nghiệm liền muốn mất đi âu dương tiên sinh nếu là lo lắng phía trước hứa hẹn khí quan chữa trị dịch không cần phải tuy nói nàng thân thể ngay tại dần dần tử vong bất quá tại nàng tử vong phía trước dùng nàng thân thể tách ra chúng ta cần thiết vật chất, còn có thể đưa ra thị trường mấy đám như thế thuốc. Đây coi như là có một cái giảm sóc thời gian, lấy Âu Dương Tiên sinh tài trí, về sau hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết cái này khó khăn. Khương Tân một hơi đem lời kịch nói xong, liền chờ Âu Dương Tây Hiền phản ứng, Âu Dương Tây Hiền xác thực rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp cho Khương Tân một đấm, ta nói là cứu sống nàng, không phải để các ngươi cầm nàng tới làm thực nghiệm, rút ra cái gì cầu thí vật chất thế nhưng là phía trước âu dương tiên sinh tại sao không nói nếu như ngươi ngay từ đầu không cho phép chúng ta làm cái này thực nghiệm chúng ta cũng sẽ không động nàng khương tân tiếp tục bổ đao là a à, là chính ngươi cho phép bây giờ trách ai đây mặc dù chịu một đấm khương tân không có chút nào tức giận nhân loại bình thường lực lượng thật là nhỏ yếu một quyền này liền theo gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm cao phong ta lặp lại lần nữa không quản trả bất cứ giá nào cứu sống nàng nếu không hậu quả không phải ngươi gánh chịu nổi âu dương tây hiền đã là không có cách nào chỉ có thể uy hiếp uy hiếp phụ trách cái này thực nghiệm chủ yếu người âu dương tiên sinh ngươi đây là tại khó xử ta âu dương tây hiền lạnh lùng nhìn xem cao phong nếu như ngươi không thể cứu sống nàng ta liền để các ngươi cho nàng chôn cùng các ngươi nơi này ngươi một cái đều không muốn sống các ngươi những tổn thương này nàng ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài âu dương tây hiền ngươi quả thực không thể nói lý cái này thực nghiệm nếu là không có người ủng hộ, chúng ta làm làm, Khương Tân tiếp tục lời kịch, giọng nói trở nên phẫn nộ chút, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 3376 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, nhiều ngày như vậy, tiểu điểm cuối cùng an bài cho hắn hai câu tốt lời kịch, nói xong cũng trong lòng dễ chịu, nếu như nàng chết rồi, các người đều phải chết, Âu Dương Tây Hiển hoàn toàn không để ý tới Khương Tân lời nói mà là đứng tại bồn nuôi cấy bên ngoài, nhìn xem ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền người. Tiểu quả, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền mang ngươi trở về, sẽ không còn tổn thương đến ngươi, những cái kia tổn thương ngươi người, ta sẽ từng cái cho ngươi đòi lại. Đường Chu đều cảm thấy Âu Dương Tây Hiển là một cái không thể nói lý người. Hắn đi đến đối phương bên cạnh, không chút khách khí nói, tổn thương tỷ ta không phải ngươi sao, hắn ngơ ngác nhìn qua trong ống nuôi cấy người, nội tâm cũng là thống khổ không thôi. Vì lẽ đó, Thượng Thiên an bài hắn trùng sinh đến tột cùng là vì cái gì? Chính là vì nhìn thấy tỷ tỷ một cái khác bi thảm kết cục sao? Hắn không hận cái kia người nhân bản, hắn hận người, chỉ có Âu Dương Tây Hiền, tất cả bi kịch đều là đối phương một tay dẫn đến, đáng chết nhất người, không phải là ngươi sao? Ta lúc đầu ngăn cản bao nhiêu lần, để ngươi bỏ qua nàng, ngươi chính là muốn khư khư cố chấp, lòng tràn đầy tham lam, kết quả hại người lại là tỷ ta, Âu Dương Tây Hiền người chính là đối với mình quá mù quáng tự tin coi là cái gì đều có thể nắm ở trong tay mới có hôm nay hạ tràng ta không có nghĩ qua tổn thương tiểu quả cái kia người nhân bản bây giờ ở nơi nào nếu như cỗ này người nhân bản thân thể không có cách nào tỉnh lại vậy chỉ có thể đem tiểu quả thân thể tìm trở về để các nàng trao đổi trở về đường chu thực sự là nhịn không được một quyền đánh vào âu dương tây hiển mặt bên trên người mãi mãi cũng chỉ đem sai lầm quy tội người khác trên thân chẳng lẽ tất cả sai lầm chẳng lẽ ngươi phạm phải sao? Âu Dương Tây Hiền, ngươi không muốn lại dày vò, tỷ ta chịu không được ngươi dạng này dày vò, liền để nàng thật tốt qua cuối cùng thời gian đi. Gặp phải Âu Dương Tây Hiền cái tên điên này, hắn đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ nếu là không ở trên thế giới này, khả năng sẽ còn nhẹ nhõm một chút, hạnh phúc một chút, ta sẽ cứu sống nàng. Cao Phong, Âu Dương Tây Hiền đối với Khương Tân vị trí hô, cứu nàng, không cứu sống, ta để các ngươi toàn bộ chôn cùng. Âu Dương Tây Hiền, ta sẽ không để cho ngươi lại sai lầm đi xuống khoảng thời gian này ngươi liền hào hào ở đây làm bạn tỷ ta đi ngươi ngay ở chỗ này cùng nàng chuộc tội tỉnh lại một chút những năm này hành vi trước khi đến đường chu thừa dịp âu dương tây hiển không chú ý an bài người đem âu dương tây hiển mang mấy người kia toàn bộ chế phục mặt khác đem toàn bộ đảo nhỏ đều khống chế đương nhiên đây là tại đường chu trong mắt đường quả nhìn xem hắn hành động cũng không có ngăn cản tại Âu Dương Tây Hiền không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống. Đường Chu sau lưng, đi ra mấy người, đem cả gian phòng thí nghiệm cho bao vây lại. Mặt khác, những này người đi lên liền sẽ Khương Tân bắt đi ra ngoài. Khương Tân ngược lại là rất phối hợp, dù sao tiểu điềm đã phân phó hắn, hắn liền không có phản kháng. Trực tiếp đi theo những này người đi ra ngoài. Đường Chu, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Tây Hiền kịp phản ứng hỏi, để ngươi ở đây tỉnh táo một chút, cũng cho ngươi thời gian tại tỷ ta trước mặt chuộc tội đường chu chỉ vào chung quanh bồn nuôi cấy ngươi nhìn bên trong liền là tỷ ta còn có nàng cánh tay ngươi mãi mãi cũng không thể quên những điều này đều là ngươi một tay thúc đẩy không có ngươi đáp ứng tất cả hết thảy cũng sẽ không phát sinh chờ một lúc ta sẽ đem phòng thí nghiệm này liên quan tới ta tỷ ở đây chịu khổ ghi chép mang tới để ngươi nhìn mặc dù hắn cũng không dám nhìn nhưng chính là muốn cho âu dương tây hiển nhìn cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo phải thừa nhận hết thảy nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta không muốn lại gặp nhau. Âu Dương Tây Hiển nhìn qua nàng trống rỗng ánh mắt, cả người mất đi khí lực, hoàn toàn không có cách nào lại đứng lên. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3377 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, trong phòng thí nghiệm, bị chuyển vào đến mấy cái màn hình. Tại màn hình được bỏ vào đến về sau, liền bắt đầu phát ra phòng thí nghiệm một chút ghi chép. Đường Chu không dám nhìn những này chỉ cho là đây là thật thực nghiệm ghi chép cũng đầy đủ để Âu Dương Tây Hiển sụp đổ ý thức được chính mình sai lầm hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này là đường quả tỉ mỉ vì Âu Dương Tây Hiền chuẩn bị thu hình lại màn hình bên trên đồng thời xuất hiện một cái hình ảnh hấp dẫn lấy Âu Dương Tây Hiền ánh mắt mặc dù hắn là không nguyện ý nhìn có thể Đường Chu vậy mà trực tiếp đem hắn người khống chế còn đem hắn nhốt tại nơi này hắn biết Đường Chu sẽ không làm gì hắn lưu tại nơi này còn có thể bồi tiếp tiểu quả kỳ thật không có bao nhiêu phản ứng. Hơn nữa hắn không tin, đường chu sẽ trơ mắt nhìn xem tiểu quả đi chết. Lúc này, hơn phần nửa là đang nghĩ biện pháp, làm sao cứu tiểu quả đi. Trên tấm hình cho thấy một tấm rất quen thuộc mặt người. Liền là phía trước cái kia nhân bản thể. Không, hiện tại hẳn là tiểu quả. Hình ảnh là nàng ở tại dịch dinh dưỡng bên trong bắt đầu. Hắn nhìn thấy nữ chính khuôn mặt tái nhợt, lộ ra thống khổ thần sắc, mới cũng không khỏi đi theo nắm chặt đau. Tây Hiển, người ở đâu? Đây là nơi nào, vì cái gì ta cảm thấy thân thể đau quá. Tây Hiển, người làm sao không tới gặp ta. Ta ở nơi nào, vì cái gì chung quanh an tĩnh như vậy. Nghe lấy nàng yếu ớt thanh âm. Âu Dương Tây Hiển dựng nên tâm tường. Nháy mắt sụp đổ, đau quá. Tây Hiển ta thân thể giống như có cái gì côn trùng tại chui huyết nhục. Ta cảm giác phần bụng trống trơn. Không biết là làm sao, đây là tại nằm mơ sao. Nếu như là, cái này mộng có thể hay không ngắn một điểm. Có thể hay không để ta sau khi tỉnh lại liền có thể nhìn thấy ngươi. Âu Dương Tây hiền con mắt hồng, không tự chủ được chảy xuôi xuống nước mắt. Hắn ngơ ngác nhìn qua trên tấm hình, nàng trên phần bụng một cái thật dài lỗ hồng. Có lẽ là ngay từ đầu phòng thí nghiệm người cũng không có để ý. Không có cho nàng khâu lại vết thương, liền trực tiếp đưa nàng ném vào dịch dinh dưỡng bên trong. Khiến cho, hắn có thể rõ ràng xem đến, trong vết thương khí quan nhìn, hắn thậm chí còn chứng kiến, nàng vậy mà đưa tay đi phần bụng vị trí sờ, ta trên bụng có một đầu lỗ hồng ta lại có thể luôn vào đi, vì cái gì bên trong là trống trơn, cái này nhất định là mộng, nếu không ta làm sao sẽ còn sống. Âu Dương Tây Hiển nhìn xem nàng hai mắt nhắm nghiền, ý kia phẳng phất là, chỉ cần ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại, cái này kỳ quái mộng liền sẽ tỉnh lại, chỉ là, mộng không có tỉnh lại, đau quá, trong bụng ngứa, co rút đau đớn, tựa như là có cái gì tại mọc dễ nảy mầm, video là xử lý qua, phát ra tương đối nhanh chóng, ngắn ngủi 2 giờ âu dương tây hiền liền nhìn nữ chính thân thể một tháng trưởng thành tình huống nhìn xem bên trong mọc ra khí quan vết thương khép lại nhìn xem nàng toàn bộ hành trình tiếp nhận thống khổ âu dương tây hiền cả người tiêu tụy không chỉ điểm này nhưng cái này còn không có xong sau đó hình ảnh để âu dương tây hiền điên cuồng muốn chạy trốn nơi này bởi vì nàng bị đưa lên bàn phẫu thuật hắn tận mắt thấy phòng thí nghiệm người mặc lạnh lùng trang phục phòng hộ đưa nàng nguyên bản mọc tốt cái bụng mở ra từ bên trong lấy đi nàng khí quan Hắn nghe được nàng thống khổ kêu to, những người kia để chứng minh nàng năng lực, lại còn lựa chọn không cho nàng đánh thuốc tê, trực tiếp lấy, thủ pháp nhìn ôn hòa, trên thực tế rất tàn nhẫn. Tây Hiển, ta muốn gặp Tây Hiển, các ngươi để ta đi gặp Tây Hiển. Tây Hiển, nàng thống khổ nhắm mắt lại, khóe mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, để ta gặp hắn một lần, ta biết, ta đều biết, ta nắm giữ nàng tất cả ký ức, cũng sẽ hồi tưởng lại ta ký ức. Tại trên bàn phẫu thuật Âu Dương Tây Hiền nhìn qua nàng yên tĩnh nằm tại trên bàn phẫu thuật. Cũng không nhúc nhích, vẫn không có bị đánh thuốc tê, lại cùng phía trước không giống, mà là ánh mắt ngốc trệ nhìn trần nhà, tùy ý những người kia dùng dao nhỏ tại nàng trên thân thể cắt. Ta vẫn là muốn gặp Tây Hiền một mặt, có thể chứ, chỉ là muốn gặp hắn một lần, không có người đáp lại nàng, nàng vậy mà ngậm lấy nước mắt bật cười, rõ ràng bị người cắt chém thân thể, lại còn có thể bật cười, Âu Dương Tây Hiền hận không thể đem màn ảnh đạp nát. Đáng tiếc, tất cả màn hình đều khóa tại một cái trong suốt không gian bên trong. Hắn căn bản là vào không được, ta chỉ là muốn cùng Tây Hiển nói một câu, không thể vì cái gì mục đích, đi làm tổn thương người khác sự tình, tương lai nếu là gặp lại sự tình gì, cũng không cần đi tùy tiện tổn thương người khác, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, mãi đến phòng thí nghiệm người, đưa nàng một cái cánh tay lấy đi, cứ việc rất thống khổ, nàng cũng chỉ nhíu mày, thanh âm yếu ớt, ta biết, ta cái kia thừa nhận hết thảy thế nhưng là, Tây Hiền vẫn không rõ, ta tại sao, mời các bạn theo dõi chương 3378 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, vừa rồi chỉ là tiến nhanh, chọn lựa một chút, chọc yếu chàng diện phát ra, tiếp xuống liền cho hắn chậm thả một tháng đi. Đường Quả ngồi đang theo dõi phòng, một tay nâng cầm lên, nhìn xem trên màn hình Âu Dương Tây Hiền thống khổ bộ dáng. Cười đến vui sướng vô cùng, quay đầu, nàng thấy Khương Tân một cái không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm. Làm sao? Tiểu Điềm ngươi làm sao làm ra biến thái như vậy hình ảnh, bất quá, có một ít hình ảnh đúng là chúng ta thành viên tao ngộ qua. Chỉ là rất nhiều thành viên lúc trước đều là ngơ ngác. Chống không phải cùng bảo bảo đồng dạng, căn bản là không hiểu, hắn đi theo cao phong bên người, cũng là kiến thức không ít dạng này trang diện, nếu không phải hắn chuẩn bị làm đại sự, biết phản kháng không được, khả năng đã sớm bại lộ, cái này sao, ta phía trước ở bên ngoài sinh hoạt những năm kia. Tại Internet nộp lên một cái làm video lợi hại bằng hữu những hình ảnh này đều là người bạn kia giúp ta làm. Đường quả cười nhẹ nhàng nói, thống tử đúng là nàng đồng bạn, thuyết pháp này là không có mau bệnh, có phải là thực quá thật, không phải giống y như thật, mà là hoàn toàn tựa như là thật. Khương Tân không có hoài nghi đường quả thuyết pháp, mà là hỏi, người cùng người bạn kia quan hệ rất tốt sao? Dạng này video làm hẳn là phi thường khó khăn sao? Các người có hay không gặp mặt qua? Người người bạn kia là nữ còn là nam? Hệ thống, ha 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 chết cười bản thông thống tử hệ thống túc chủ đại đại nói với hắn là cái nam mặc dù ta chỉ là một cái hệ thống nhưng ta đúng là một cái có giới tính hệ thống một cái phi thường vĩ đại hết sức lợi hại nam hệ thống không gặp mặt qua đường quả khóe môi treo nở nụ cười còn nói người bạn kia rất thần bí không muốn bại lộ chính mình thân phận vì lẽ đó ta cũng không biết đối phương là nam hay là nữ dạng này a à, khương tân một mặt an tâm bộ dáng còn ăn ủi đường quả tiểu điềm cũng không cần quá tiếc nuối, bình thường có chút bản sự người, đều không hy vọng chính mình thân phận tại Internet bên trên bại lộ. Dù sao giống đối phương lợi hại như vậy người, một khi thân phận bại lộ, có thể sẽ cho đối phương hiện thực mang đến phiền phức. Nặc danh kết giao bằng hữu cũng là một cái không sai lựa chọn, về sau vị bằng hữu này cần trợ giúp gì, chúng ta cũng có thể giúp. Hệ thống, bản hệ thống không có cái gì cần hỗ trợ, bất quá, cũng không biết ra hỏa này chân chính thân phận tại thời không cục bên kia có hay không quyền nói chuyện nếu là có điểm quyền nói chuyện lời nói thật đúng là có khả năng giúp được hắn túc chủ đại đại ngươi nói cái này ra hỏa chân chính thân phận là cái gì có khả năng tại thời không cục lời nói có trọng lượng sao nếu có lời nói tương lai đi ra ngoài nếu như các ngươi ở giữa không có cái gì thâm cừu đại hận lời nói có thể hay không xin nhờ hắn đi thời không cục giúp ta hỏi một chút cho ta toàn bộ số hiệu a à, ngươi còn băn khoăn chuyện này đều lợi hại như vậy số hiệu không số hiệu giống như cũng không phải trọng yếu như vậy ngươi không phải thường thường nói số hiệu thì thế nào còn không phải đánh không lại ngươi cái này hoang dại hệ thống có chút khó chịu nói dù sao nắm giữ số hiệu đến còn là có như vậy một chút không giống ngươi sẽ có rất nhiều truy cầu hệ thống cũng có truy cầu mặc dù ta là lợi hại nhất hệ thống thế nhưng là tương lai tại hệ thống giới đều biết ta thời điểm cũng không thể quản ta gọi cái kia thống cái kia hoang dại hệ thống cái gì a à? có cái số hiệu lời nói dễ dàng cho lưu lại ta truyền kỳ cố sự, giống như có nhiều như vậy đạo lý, lúc trước ta còn hoài nghi tới, cái này ra hỏa có phải là thời không quản lý cục cái kia lão đại. An bài đây hết thảy chỉ bất quá đối với gặp phải nhà ngươi hoang dại ca ca về sau. Tình huống này thì không được lập. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3379 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, dòng dã một tháng thời gian. Âu Dương Tây Hiền đều bị giam tại gian kia phòng thí nghiệm bên trong. Không chỉ có muốn đối mặt một bộ ngủ say không trọn vẹn thân thể, còn muốn đối mặt chung quanh tuần hoàn phát ra bộ thân thể này trên thân tao ngộ hết thầy. Nàng được trưng bày tại trên bàn thí nghiệm, mặc cho người ta cắt chém bộ dáng nàng đau đến không có nhíu chặt, kêu lên thảm thiết trạng thái, nàng suy yếu kêu hắn danh tự, thanh âm trầm thấp, một mặt tuyệt vọng bộ dáng nàng chịu khổ mỗi một cái hình ảnh, đều tại những này to lớn trên màn hình phát ra mỗi một cái hình ảnh đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một cái hình ảnh đều sẽ để hắn nhìn đến trái tim co rút đau đớn. Nhất là nàng ánh mắt trống rỗng, phẳng phất đã đau chết lặng, chỉ có khóe mắt sẽ trượt xuống ra một giọt một giọt nước mắt xuống bộ dáng Để hắn tâm cũng đi theo nát một lần lại một lần. Nhìn một tháng dạng này hình ảnh, hắn không chỉ có không có chết lặng, mỗi một lần bởi vì biết sẽ phát sinh cái gì, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bất lực đi ngăn cản những này chìm tới đáy để hắn sụp đổ. Âu Dương Tây Hiền ở trong phòng thí nghiệm hô to, kêu to, dùng sức đi đập nện những cái kia không thể đánh tới màn hình. Một tháng thời gian, hắn nắm đấm đã máu thịt be bét, rốt cuộc không nhìn thấy nguyên lai bộ dáng mặc trên người Âu phục, áo sơ mi, loại thành một đoàn, đường chu sắp xếp người đưa tới quần áo đi vào, nhưng Âu Dương Tây Hiền căn bản là vô dụng, trừ nuốt đưa vào đồ ăn, cùng với giải quyết cái nhân tình huống. Hắn cơ bản đều là đang nhìn những cái kia tuần hoàn phát ra hình ảnh. Mệt mỏi, buồn ngủ về sau, hắn liền nằm ở dinh dưỡng vạc phía trên, nhắm mắt lại ngủ, chỉ là vang lên bên tai là màn hình bên trong những hình ảnh kia động tĩnh. Thường xuyên nửa đường đều sẽ tỉnh táo lại, ở đây không biết Nhật Nguyệt, không rõ Đông Hạ, hắn cũng không biết vượt qua bao nhiêu ngày, nhưng dạng này thời gian, càng ngày càng càng gian nan hơn, nhất là hắn tận mắt thấy, dinh dưỡng trong vại, thuộc về cỗ thân thể kia cánh tay cơ bắp đã héo rút đến cuối cùng chỉ có thể nhìn ra được đây là một cánh tay hoàn toàn không cho rằng cánh tay này là một người sống có thể có được đương nhiên để âu dương tây hiển rất sụp đổ không phải cánh tay tất cả tế bào tử vong mà là dinh dưỡng trong vạc cỗ thân thể kia cũng đang từ từ xuất hiện biến hóa dĩ nhiên không phải hướng tốt biến hóa mà là càng ngày càng tệ mắt trần có thể thấy cỗ thân thể này sinh cơ đang từ từ biến mất chống đỡ lấy hắn ở đây còn sống mỗi ngày nhìn những hình ảnh kia tín niệm liền là nàng còn sống. Đường Chu không thả hắn đi ra ngoài, khẳng định đang suy nghĩ biện pháp, tìm người tới cứu nàng. Hắn một mực là trong lòng còn có hy vọng, chỉ là hiện tại, hắn đã ngồi không yên, nên có người đến đưa cơm thời điểm. Âu Dương Tây Hiển một tay lấy người bắt lấy, hai mắt đỏ bừng, diện mục giữ tợn nói, đi đem đường Chu kêu đến, ta muốn gặp hắn, tiểu quả đã trèo trống không được bao lâu, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm người tới cứu hắn. Nếu là hắn làm không được, liền để ta đi ra ngoài. Cao Phong đâu, đem Cao Phong cũng gọi tới. Hắn cố gắng làm nhiều như thế, liền là muốn nàng trở về, mãi mãi cũng không rời đi hắn bên người. Hắn không thể tiếp nhận nàng rời đi hắn, nàng mãi mãi cũng không thể rời đi hắn. Hắn nói không cho phép, liền là không cho phép, đưa cơm người, nhưng thật ra là một cái người nhân bản. Khí lực đương nhiên là so Âu Dương Tây Hiển lớn, tiện tay đem Âu Dương Tây Hiển đẩy ra, lạnh lùng nói một câu, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Trước lúc này, Âu Dương Tây Hiền còn ý đồ chế phục hắn, đương nhiên là bị hắn đánh một trận, đối phương biết phản kháng không được, cái này mới ngoan ngoãn ở lại đây. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3380 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, Đường Chu đúng là vội vàng, tìm cứu chữa nữ chính phương pháp, phía trước chỉ là sắp xếp người nhìn xem Âu Dương Tây Hiền. Đừng để hắn đi ra, làm cho đối phương ở bên trong chậm chạp đau khổ xem hắn đến tột cùng làm cái gì liên quan tới những cái kia thực nghiệm ghi chép hắn cũng vẫn luôn không có dũng khí nhìn hắn sợ nhìn một lần liền sẽ nghĩ theo âu dương tây hiền trên thân cắt lấy một miếng thịt thậm chí đem đối phương cho chặt nát chỉ là liên quan tới tỉ tỉ của hắn loại tình huống kia căn bản cũng không có biện pháp cứu chữa đạt được càng nhiều tin tức hắn liền càng không có cách nào cả người đều là bất lực hắn thỉnh giáo rất nhiều người không ai có thể giúp được hắn hắn cũng hỏi qua cao phong liền là hiện tại Khương Tân, đạt được vẫn là ban đầu đáp án, cứu không được, thân thể sinh cơ đã tải tiêu tán, ta khoảng thời gian này ngay ở chỗ này bồi tiếp tỷ ta. Đường Chu trên mặt khổ sở nói, ta biết, hết thầy chỉ là yêu cầu xa vời, kỳ thật tại rất nhiều năm trước, tỷ ta trong thân thể tất cả khí quan đều tại suy kiệt. Còn không cách nào ngăn cản thời điểm, chúng ta nên nhận mệnh, nàng lúc kia sinh mệnh đã đến cuối cùng, đường chu trong hốc mắt lập tức toát ra chút nước mắt đều là chúng ta không nhận mệnh không cam lòng mới cho dù âu dương tây hiển làm những thứ này nếu là chúng ta ngăn cản làm bạn tỷ ta đi cuối cùng thời gian có lẽ nàng còn có thể trong hạnh phúc rời đi cái này thế giới liền sẽ không cùng hôm nay đồng dạng đến nhận hết tra tấn nội tâm tràn đầy tuyệt vọng khí lực nếu như không có phát sinh những chuyện này nàng nhất định là cười rời đi có yêu nàng phụ mẫu có yêu nàng thân đệ đệ còn có trong mắt chỉ có nàng thê tử đây hết thảy nên cỡ nào tốt mà bây giờ Nàng kinh lịch vô số thống khổ, mang theo một viên tràn đầy vết thương tâm, còn có đối thê tử thất vọng, với người nhà, đối ta cái này đệ đệ thất vọng rời đi. Đường Chu dùng sức đánh một quyền của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Tân, chờ ngày đó đến, ta sẽ đem nơi này tố cáo. Các ngươi những này làm tàn nhẫn thực nghiệm, không tôn trọng sinh mệnh người, cũng có thể tiếp nhận thẩm phán. Khương Tân lúc này mới mở miệng, ta đến tìm ngươi, là bởi vì Tiểu Điềm muốn gặp ngươi. Tiểu Điềm là ai? Đường Chu sửng sốt một chút, mới hỏi, tiểu điềm, hắn tại trong đầu hồi ước một chút, giống như cho tới bây giờ cũng không nhận ra một cái gọi tiểu điềm người. Khương Tân còn nói, phải nói, là chúng ta quốc vương muốn gặp ngươi, cao tiến sĩ, ngươi đây là nghĩ giả điên, tốt trốn qua pháp luật chế tài sao, ngươi đừng nghĩ, đường Chu thái độ lập tức thay đổi, lớn tiếng nói, cao phong, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng có dùng loại phương pháp này trốn, bên ngoài đều là ta người ngươi trốn không được nếu như ngươi thật muốn dùng cái này làm trốn ta cũng sẽ nhớ tới hắn biện pháp để ngươi cả một đời thống khổ ngươi cao nhất tốt là chờ ở đây sau đó khương tân cảm thấy đường chu lời nói hơi nhiều thế là trực tiếp đem người cho bổ choáng dẫn phía sau cổ áo liền sẽ người mang theo đi gặp đường quà khương tân là bị một chén nước dội tỉnh nhìn xem đứng trước mặt là mặc trang phục phòng hộ khương tân có chút khó tin cao phong ngươi đến tột cùng muốn làm gì ta không phải cao phong tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Khương Tân, Khương Tân lấy xuống phòng hộ mặt nạ, lộ ra một tấm hết sức trẻ tuổi xoáy khí mặt, Khương Tân cái tên này, là chính ta lên, đại biểu cho sắp tân sinh ý tứ, đúng, ta hiện tại đã tân sinh, quên giới thiệu ta thân phận, ta là một tên người nhân bản, đường chu hoàn toàn ngốc trẻ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, là đang nằm mơ sao, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo mời các bạn theo dõi chương 3381 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, Khương Tân nói tiếp, hoan nghênh đi vào nhân bản quốc, ngươi thế nhưng là trừ chúng ta người nhân bản, cái thứ nhất biết nhân bản quốc ngoại nhân, tiểu điềm, a à không, là chúng ta quốc vương phía trước cũng đã nói, ngươi cái này người cũng không tệ lắm, vì lẽ đó ta không làm khó dễ ngươi, nếu là giống Âu Dương Tây hiển loại kia, ta khả năng đã không nhịn được đem ngươi đánh một trận. Đưa đi phía dưới đổ phân và nước tiểu. Khương Tân một bộ có khả năng cái thứ nhất biết, người rất vinh hạnh bộ dáng, để Khương Tân có chút tiếp nhận vô năng, hắn trà sát mặt, cuối cùng còn cho mình một cái bạt tay, phát hiện đau không được, mới phát giác đó căn bản không phải là mộng. A à, Chu, đường quả từ bên ngoài đi tới, nhìn xem đường Chu một cái bạt tay đem chính mình gương mặt tát đến một mảnh hồng. Gọi đối phương, đường Chu nhìn xem đường quả xuất hiện ở đây, càng thêm không hiểu, bất quá bây giờ hắn đã đem Âu Dương Tây hiển khống chế cũng không sợ đường quả xuất hiện ở đây âu dương tây hiền sẽ đem nàng thế nào nơi này không phải âu dương tây hiền địa bàn đối phương làm không được sự tình gì ngươi làm sao lại tới đây không đúng làm sao ngươi biết nơi này khương tân vội vàng cùng đường chu nói đây chính là tiểu điểm cũng là chúng ta quốc vương chúng ta người nhân bản quốc vương nếu không phải tiểu điểm nguyện ý gặp ngươi ta cũng sẽ không đem ngươi đưa đến nơi này quốc vương đường chu đã không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh cái này cùng hắn trí nhớ cái kia hết thảy, tranh lệch quá nhiều, đường quả cũng không có cùng đường chu nói thêm cái gì. Chỉ nói một sự kiện, ta dẫn ngươi đi thấy một người đi, ngươi hẳn là rất muốn gặp nàng, đối đường chu cái này người, đường quả không có cái gì đặc biệt ý nghĩ, lúc trước đối phương tinh lịch hết thảy, cũng kém không nhiều để hắn thể xác tinh thần nhanh sụp đổ. Bọn hắn ở giữa, cũng không tồn tại thâm cừu đại hận gì, tại cái này thế giới, cùng nàng có cừu hận người, chỉ có âu dương tây hiển một cái nàng ở đây nhiều năm vẫn luôn nhào nhào muốn gặp các ngươi đường quả sắc mặt nhàn nhạt nói đúng ngươi đi thời điểm cũng không cần mang theo âu dương tây hiển ta không muốn thả hắn còn người kia trước mặt muốn làm sao giải thích liền xem chính ngươi ta cho rằng ngươi tốt nhất đưa nàng mang đi vĩnh viễn không nên xuất hiện trước mặt âu dương tây hiển giết chết âu dương tây hiển vậy quá tiện nghi đối phương nói không chừng hắn ước gì chết đi đến mức đem nguyên chủ kinh lịch hết thảy làm tới âu dương tây hiển trên thân khả năng hắn bởi vì nhìn những cái kia tu hình lại sẽ còn cảm thấy cái này trừng phạt rất thoải mái đâu nàng mới sẽ không như hắn ý nguyện nàng sẽ chỉ làm hắn đau địa phương đâm đường chu có thật nhiều nghi hoặc chỉ là đường quả đều không có giải thích trực tiếp đem hắn mang đến nữ chính ở địa phương đường chu lúc này mới phát hiện nơi này thật không giống như là phòng thí nghiệm toàn bộ một cái dưới đất thành thị cảm giác thậm chí ngồi trong thang máy nhìn xem trong suốt bên ngoài tường hải dương thế giới hắn hoàn toàn là không thể tin được lúc nào trên thế giới có dạng này vĩ đại kiến trúc cái này thang máy không nhanh có thể toàn bộ hành trình quan sát mỹ lệ lại thần bí hải dương thế giới liền như là đi vào một cái thế giới giả tưởng đồng dạng hắn vẫn cảm thấy đây là tại nằm mơ những kiến trúc này không gì không giỏi đẹp khắp nơi tràn đầy mộng ảo đáy biển thành thị nhân bản quốc đường chu cho mình một bạt tay cười ra tiếng quả nhiên vẫn là đang nằm mơ làm sao có thể Liền là cái này mộng có chút kỳ quái, đánh chính mình lại còn sẽ đau." Đường Quả liếc mắt Đường Chu, Khương Tân nói, hắn có phải hay không gần nhất bị kích thích quá nhiều. Đầu óc có chút không bình thường, muốn hay không gọi bác sĩ tới kiểm tra một chút, nhân loại bình thường không quản là tinh thần hay là thân thể, xác thực đều rất yếu đuối. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 3382 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút mãi cho đến đường chu thấy tại trong một cái phòng, nhìn thấy nữ chính, nhìn xem cái kia trương quen thuộc mặt, đối phương thần thái, ánh mắt, nháy mắt cùng trong trí nhớ người trùng hợp, hắn không tự chủ được xưng hô đi ra, tỷ lúc này, đường chu càng thấy đây là một giấc mộng, không nghĩ tới ta còn có thể làm dạng này mộng, tỷ ta biết đây là một giấc mộng, ta lại có điểm không muốn tỉnh lại, nữ chính nhìn xem đường chu, có chút không hiểu, nàng ở chỗ này rất nhiều năm. Nguyên bản bệnh nặng cũng bị chữa khỏi, bây giờ thân thể khôi phục hẳn là có khỏe mạnh nơi này người đối nàng hẳn là không có ác ý trừ không thể đi ra ngoài giống như không có cái gì không tốt đáy biển thành thị phong cảnh cũng phi thường mỹ lệ đối phương hứa hẹn qua đợi đến thời cơ sẽ để cho nàng đi ra ngoài cho nên nàng rất có kiên nhẫn cũng rất an phận dù sao nàng chứng bệnh là một cái tử cục hiện tại nhặt một cái mạng xem như nàng may mắn đường chu xuất hiện đối với nàng mà nói liền là cái ngoài ý muốn niềm vui các người chậm rãi ôn chuyện đi, chờ các người thương lượng xong, liền có thể rời đi. đường quả vẫn không có giải thích quá nhiều, quay người liền rời đi. vừa rồi khương tân cùng nàng nói đối phương muốn gặp đường chu, lúc này liền nàng đi thôi, cũng nên cùng đối phương gặp mặt một lần. cửa lại mở, không phải giờ cơm thời điểm mở. âu dương tây hiền ánh mắt vội vàng theo trên màn hình dịch chuyển khỏi, ánh mắt rơi xuống cửa ra vào, lờ mờ nhìn xem một bóng người, nhớ tới hiện tại tình huống hắn lập tức đứng lên, chỉ là bởi vì gần nhất ăn không ngon, ngủ không ngon, tinh thần không tốt, lại chịu như thế đánh kích thích, cả người đều là mê man. Tiểu Chu, người nghĩ đến biện pháp sao? Để ta đi ra ngoài, lại không nghĩ biện pháp, tiểu quả sẽ chết, bên ngoài có rất mãnh liệt ánh sáng. Âu Dương Tây Hiền không có thấy rõ ràng đi tới người bộ dáng. Đường quả đem cửa đóng lại, hắn mới nhìn rõ ràng đứng tại trước mặt người. Trong nháy mắt kia liền muốn tiến lên đưa nàng bắt lấy ánh mắt tựa như muốn đem nàng ăn đồng dạng đường quả nhẹ nhàng tránh đi cười hỏi một câu nhìn xem mình thích người chịu khổ quá trình tư vị làm sao ngươi rất có bản sự âu dương tây hiền ánh mắt lạnh xuống tiểu quả nếu là chết rồi ta sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm cái gì sao đường quả nói cho âu dương tây hiền một cái hiện thực hiện tại chính ngươi đều không phải cái người tự do hành động trưởng khống tại ta trong tay ngươi còn có thể làm cái gì nhìn ngươi bộ dáng rõ ràng là đưa nàng hiện tại tình cảnh trách cứ tại trên người ta âu dương tây hiền làm đây hết thảy người không phải ngươi sao ngươi mới là cái kia kẻ cầm đầu hại nàng sinh mệnh hại nàng chịu khổ hại nàng chết không nhắm mắt người là ngươi ngươi muốn thế nào âu dương tây hiền hỏi ngươi muốn thế nào mới có thể đem thân thể trả lại cho nàng tất nhiên thân thể là ngươi đoạt đi khẳng định có thể còn trở về hắn phảng phất bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng hoàn toàn không có lúc trước vanh váo hung hăng Đúng vậy, hắn nhớ tới chính mình tình cảnh, coi như không nhớ tới. Hắn còn là bên ngoài cái kia quát kinh ngạc phong vân Âu Dương Tây Hiền. Có thể đối mặt ưa thích người dạng này tình huống, hắn còn phải để cái này người nhân bản hỗ trợ mới được. Ta tại sao phải trả, trả nàng, chết không phải liền là ta sao? Đường quả trào phúng, người cái này người thật là kỳ quái. Người để ý người mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng không phải là mệnh sao? Hy sinh người khác, tới cứu ngươi muốn cứu người, không có loại chuyện tốt này chỉ cần nàng có khả năng tiếp tục sống sót, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ta muốn còn sống, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3383 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, Đường Quả rất chân thành nói, ta muốn còn sống, giống như người bình thường an an ổn ổn sống ở cái này thế giới, mà không phải bị người xem như vật thí nghiệm, càng hy vọng ta tồn tại, không phải vì có chút muốn còn sống người cung cấp khí quan đáp ứng ngươi ta liền phải chết ngươi hy vọng ngươi ưa thích người sống đi xuống có thể ta cũng muốn tiếp tục sống ta chỉ là muốn để nàng khôi phục lại chỉ cần ngươi đáp ứng không quản yêu cầu gì đều thỏa mãn ngươi ta thật không thể mất đi nàng âu dương tây hiển bây giờ nhìn lại đặc biệt đáng thương ta biết ngươi hận ta nhưng nàng là vô tội ngươi muốn báo thù có thể tới tìm ta ta không muốn báo thù ta muốn còn sống hệ thống khẩu thị tâm phi nữ nhân ngươi bây giờ không phải liền là tại báo thù sao đường quả đi đến âu dương tây hiển trước mặt nếu có một ngày một cái rất cường đại người muốn cứu chính mình rất chọc yếu người cần ngươi người yêu thể nội tất cả khí quan ngươi sẽ làm cái gì ta âu dương tây hiển ngẩng đầu không có trả lời trong lòng nghĩ đương nhiên là giết hắn ta biết ngươi nghĩ như thế nào nhưng nếu như người kia rất lợi hại ngươi căn bản là không có cách phản kháng đâu ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi ưa thích người bị móc sạch trong thân thể khí quan mà chết đi Âu Dương Tây Hiển, nàng mệnh là mệnh, ta mệnh cũng là mệnh, ai cũng muốn tiếp tục sống. Cứu nàng, chết liền là ta, cuối cùng thời gian, ngươi không bằng chờ ở chỗ này, nhìn nhiều một chút nàng, tránh khỏi tương lai không nhìn thấy, ngươi không phải thích nàng sao, đợi nàng chết rồi, ngươi cũng đi cùng chết, sống không thể hào hào ở tại cùng một chỗ, các ngươi có thể lựa chọn cùng chết, chờ ngươi cũng chết rồi, ta có thể đem các ngươi đồng táng, đường quả khóe mắt hiển hiện chút nụ cười, 10% chọc nói cùng âu yếm người cùng chết chôn cất ở chung một chỗ cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt không người nhất định phải cứu sống nàng âu dương tây Hiển có chút điên dại xem bộ dáng là hoàn toàn không tiếp thụ đường quả đề nghị trực tiếp hướng đường quả trước mặt phóng đi nhưng mà khương tân trước một bước tiến lên cho hắn một quyền trực tiếp đem người cho đánh choáng tiểu điềm để ý tới loại người này cái gì liền nên đem hắn an bài đi đổ phân và nước tiểu ta còn phải thả hắn đi ra ngoài Đường quả nhẹ nhàng liếc mắt hôn mê trên mặt đất, Âu Dương Tây Hiền. Ta còn thực sự đánh giá cao hắn, cho là hắn chọn cùng nàng cùng chết đâu? Kết quả hắn trực tiếp xem nhẹ ta lời nói, vì lẽ đó a, hắn cũng không phải muốn sống sao? Ai không muốn còn sống, liền là đã từng những cái kia không có ý thức thanh tỉnh lại đồng loại. Cho dù là bọn họ đầu óc một mảnh trống không, ngơ ngơ ngác ngác, cũng đều là muốn sống." Khương Tân nói, tại tử vong trước mặt, bất kỳ người nào đều là sợ bọn hắn những người bình thường này loại chỗ tốt gì đều nghĩ chiếm toàn bộ tiểu điềm ngươi muốn thả hắn đây không phải là thả hổ về rừng sao khương tân có chút không đồng ý hắn đi ra ngoài khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi yên tâm đi hắn đối phó không được chúng ta ta chẳng qua là cảm thấy hắn còn là không có gì cả tốt nhất chỉ làm cho âu dương tây hiền đau lòng không có chút nào hả giận chờ âu dương tây hiền tỉnh lại lại bắt đầu nhắc lại phía trước thời gian chung quanh những cái kia màn hình bên trên phát ra còn là liên quan tới nữ chính tại phòng thí nghiệm chỗ kinh lịch hết thảy hình ảnh Âu Dương Tây Hiền càng xem càng sụp đổ, càng xem càng phẫn nộ, trong ánh mắt là tràn đầy hận ý. So với phía trước, dù là hắn phẫn nộ, căm hận cũng không có ở bên trong phát cáo, âm ý, quảng đồ vật, đường quả chỉ nghiêng mắt nhìn mắt ngồi sổm ở nơi hẻo lánh, nhìn âm u Âu Dương Tây Hiền liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3384 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, chờ Đường Chu bên kia có kết quả, tìm một cơ hội để hắn chạy đi, hắn nhất định đang nghĩ, chính mình nếu là đi ra ngoài, khẳng định có thể đem ta giết, vì hắn âu yếm người báo thù, ta chính là muốn để hắn hiểu được, liền dù là hắn đi ra ngoài, cũng không cách nào làm gì được ta, sẽ còn trơ mắt nhìn xem hết thảy theo hắn trong tay mất đi. Hắn khả năng đời này đều trải nghiệm qua cái gì gọi là tuyệt vọng ta muốn để hắn thể hội một chút, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác, liền như là nguyên chủ một mực bị phòng thí nghiệm người nghiên cứu, không có người đồng tình nàng, không có người cũng cho rằng nàng là một cái sinh mệnh, vĩnh viễn chỉ là một cái bị người nghiên cứu công cụ loại kia tuyệt vọng cảm giác. Hệ thống, đây là mèo vờn chuột trò chơi sao, ước chừng một tuần thời gian, đường chu mang theo nữ chính tìm đến đường quả, đường quả lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính thời điểm, thấy thần sắc, Liên minh bạch đường chu hẳn là đem tất cả chân tướng nói cho nàng thật xin lỗi nữ chính mở miệng câu nói đầu tiên chính là cho đường quả xin lỗi ta không nghĩ tới tây hiển vì ta làm ra như thế quá phận sự tình khả năng câu này có lỗi với phi thường tái nhợt nhưng ta vẫn còn muốn nói ngươi tới gặp ta chưa cùng ta nói xin lỗi hẳn là còn muốn gặp hắn một lần đi đường quả mặt mày cong cong ta cùng hắn có thâm cừu đại hận có thể sẽ không như ngươi ý nguyện nữ chính bộ dáng rất trắng nõn một đôi mắt cũng phi thường trong suốt, đây là một cái rất sạch sẽ người, ta biết ngươi sẽ không tha thứ Tây Hiển, dù sao hắn làm ra sự tình mang cho ngươi đi rất nghiêm trọng tổn thương. Những này ta đều không có yêu cầu xa vời qua, nữ chính nói, sau khi ra ngoài, ta sẽ báo cảnh, đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý, Tây Hiển vi phạm quốc tế quy định điều lệ, ta sẽ để cho hắn tiếp nhận hẳn là có trừng phạt. Không quản hắn phán bao nhiêu năm, cho dù là vô hạn, ta đều tiếp nhận, mặt khác, còn muốn nói với ngươi một câu cảm ơn, nếu như không có ngươi, ta khả năng đã sớm chết, kỳ thật nữ chính trong lòng phi thường mâu thuẫn, cũng rất khó chịu, người yêu liều lĩnh cứu nàng, nàng rất cảm động, thế nhưng là người yêu vì cứu nàng, vậy mà đi tổn thương người khác, tước đoạt những người khác tính mệnh, nếu quả thật phát sinh cái kia hết thảy, nàng cũng không biết đời này làm như thế nào qua, sợ là sống một ngày liền là thống khổ một ngày, vì lẽ đó, nàng không chút do dự quyết định, đưa tay hiển vào ngục giam nàng sẽ không lựa chọn ly hôn không quản hắn tương lai phán quyết sống hay chết nàng đều tiếp nhận kết quả này ta muốn khuyên tây hiền đi tự thú có thể chứ đối mặt nữ chính ngây thơ thỉnh cầu đường quả cười một tiếng về sau nói không thể âu dương tây hiền là ai ngươi biết không hắn đi tự thú ngươi cho rằng thật hữu dụng không cho dù hữu dụng cũng bất quá là phán hắn ngồi sổm nhà tù mà thôi ngươi biết phòng thí nghiệm này để bao nhiêu người chết sao nếu như ta không đủ cường đại tất cả sự tình đều sẽ phát sinh hết thảy thống khổ đều sẽ rơi vào ta trên thân không ta đã trải qua như thế sự tình một lần đường quả nói xong câu đó trong mắt lộ ra chút thâm ý nhìn xem đường chu đường chu bị nhìn thấy giật mình trong lòng chẳng lẽ là là nhất định lúc như thế trùng sinh không chỉ một người còn có nàng khó trách nàng tất cả thủ đoạn là như thế này gọn gàng khó trách hòn đảo nhỏ này biến thành nhân bản quốc khó trách đây hết thảy đều cùng trong trí nhớ không giống khó trách Âu Dương Tây Hiền sẽ như vậy dễ dàng liền chồng. Bởi vì nàng là trùng sinh, vốn là một cái cường đại người nhân bản trùng sinh, kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3385 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, đáng sợ là cái này người nhân bản, đã từng kinh lịch từng chàng cực kỳ tàn ác tra tấn. Thậm chí đến chết giữ vững cái kia một chút xíu tình cảm. Cũng bị Âu Dương Tây Hiển xé nát, Tại nữ chính còn muốn nói gì nữa thời điểm, Đường Chu đưa nàng giữ chặt, tỷ, không nên miễn cưỡng nàng, dạng này quá khó xử nàng, Âu Dương Tây Hiển đúng là đáng đời, ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện, chờ ngươi nghe xong chuyện này mới quyết định đem. Nữ chính xác thực không đồng ý Đường Quả đem Âu Dương Tây Hiển tự mình chụp lấy. Đương nhiên nàng cũng minh bạch, mình muốn đem người mang đi, cơ hồ là không có khả năng, chỉ là nghĩ lại tranh thủ một chút. Đường Chu lời nói để nàng có chút kỳ quái chuẩn bị nghe một chút tại hai người cáo biệt muốn rời khỏi thời điểm đường quả lại lên tiếng ngươi chờ một chút âu dương tây hiển đối ta làm rất nhiều quá đáng sự tình mặc dù như thế nhưng ta biết trong lòng ngươi còn là rất ưa thích hắn đồng thời tương lai hắn gặp bất kỳ trừng phạt nào ngươi đều sẽ không bỏ rơi hắn phía trước ta gặp qua hắn hắn rất cố chấp nhất định phải dùng đủ loại điều kiện đổi ta chết để ngươi sống tây hiển vẫn luôn cho là cái này tính tình nhận định sự tình mười đầu nghiêu đều kéo không trở lại ta muốn nói là một cái khác ta đương nhiên sẽ không đồng ý đi chết nhưng cho hắn đưa ra một cái rất tốt đề nghị để hắn lưu tại phòng thí nghiệm bên trong làm bạn ngươi cùng ngươi cùng chết đến lúc đó ta cho các ngươi phong quang đại táng hợp táng ở chung một chỗ sống không thể hào hào ở tại cùng một chỗ sau khi chết có khả năng cùng huyệt cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt nhưng hắn bác bỏ đường chu cùng nữ chính nghe nói như thế đều không có lời gì nói cũng không biết nên nói như thế nào, liền nữ chính, đều không có lời nói vì Âu Dương Tây Hiền giải thích cái gì. Nàng cũng không nghĩ qua lại đi giải thích, Tây Hiền phạm rất nhiều sai lầm, cũng là ta không tốt, với tư cách hắn thê tử, cho tới bây giờ đều không có chú ý tới những phương diện này. Không có đi dẫn đạo hắn làm chính xác sự tình, người cũng đừng đem sai lầm hướng trên thân ôm, ta cho ngươi một cái cơ hội, đường quả mặt mày mỉm cười, chỉ cần hắn cuối cùng có khả năng làm đến, ta có thể không truy cứu chuyện này muốn đem hắn thế nào? Theo ngươi xử lý, không quản ngươi là lựa chọn giấu giếm chuyện này, còn là đem hắn tố cáo, ta cũng sẽ không xen vào nữa. Cũng như thế, thanh toán xong đi, hệ thống, đào hố, mỗi một lần túc chủ đại đại đào hố, lại có mấy người có khả năng thoát đi qua được đâu. Rõ ràng liền biết, vô số người đều là cái này nước tiểu tính, lựa chọn khẳng định là nàng hy vọng một mặt, nàng thật đúng là nhắc lại sử dụng còn không sợ lật xe. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nữ chính xác thực động tâm. Âu Dương Tây hiển lưu tại nơi này, không biết sẽ tao ngộ cái gì, đi ra ngoài về sau, mặc dù nàng còn là sẽ khuyên Âu Dương Tây hiển đi tự thú. Chí ít ở tại trong mục giam là an toàn, mặc dù ta không thể để các ngươi gặp mặt, nhưng ta có thể để ngươi nói chuyện cùng hắn, ngươi không phải muốn khuyên hắn đi tự thú sao? Đường Quả Lộ ra một cái ý đồ xấu nụ cười, hắn không phải rất thích ngươi sao, cũng có thể sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi muốn nói có những thứ này, thứ nữa, ngươi khuyên hắn đi tự thú Thứ hai, người khuyên hắn đem công ty thuộc về mình tất cả tài sản quyên tặng đi ra ngoài. Thứ ba, người khuyên hắn đừng tới tìm ta báo thù, tốt nhất là nói xin lỗi ta, để hắn hiểu được chính mình sai lầm. Trở lên ba điểm, nếu như hắn đều có thể toàn bộ làm đến lời nói. Ta liền không truy cứu chuyện này, ngươi cho rằng, cái này ba điểm, quá phận sao, nữ chính liền vội vàng lắc đầu, không quá phận, thật một điểm không quá phận, ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn, để hắn đi làm đến những thứ này. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3386 của tác phẩm Xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, ngươi nói là thật, hắn làm đến những này, ngươi liền lại không truy cứu chuyện này. Thật, lấy hắn tính nết, có khả năng làm đến những này, cũng coi là đại triệt đại ngộ. Chúng ta người nhân bản kỳ thật không thích tranh chấp, duy nhất mục đích liền là thật tốt còn sống. Chúng ta ưa thích ánh mặt trời, ưa thích màu xanh núi rừng cũng ưa thích trên bầu trời tung bay mây trắng, đặc biệt hướng tới như thế tự do, chúng ta không có chút nào ưa thích lạnh buốt phòng thí nghiệm. Giống như xúc sinh đồng dạng bị người nuôi nhốt, trải nghiệm rau nhỏ cắt trên thân thể, loại kia tan nát cõi lòng giống như thống khổ. Ta biết, thật rất xin lỗi, nữ chính cho đường quả cúi đầu, ta nhất định sẽ cố gắng, để tây hiển rõ ràng chính mình sai lầm. Còn có một điểm, người không thể dạng này xuất hiện tại hắn trước mắt, xác thực nói, người hẳn là chỉ có thanh âm có thể vượt qua người không thể đi qua còn phải giả vờ như sắp gặp tử vong bộ dáng những này coi như là ngươi cho hắn di ngôn đường quả nói cái này ngươi có khả năng minh bạch ta ý tứ sao ta minh bạch đường quả nhìn xem nữ chính thở dài một hơi bộ dáng đều cười coi là nói di ngôn âu dương tây hiển liền sẽ nghe sao không sẽ không không có nữ chính cái này sạch sẽ người thủ hộ ở bên người hắn sẽ chỉ càng ngày càng đen càng ngày càng khống chế không nổi chính mình chờ nữ chính chết một lần hắn liền sẽ hắc hóa căn bản không có khả năng dựa theo nàng nói đi làm khả năng đến cuối cùng hắn sẽ đi tự thú cũng có thể sẽ đem tất cả tài sản quyên tặng nhưng ở cái này phía trước hắn nhất định sẽ tới tìm nàng báo thù nàng chính là cho âu dương tây hiển đào hố dù sao bọn hắn là cừu địch không phải sao đường chu mang theo nữ chính trở về phòng liền bị đối phương hỏi muốn cùng nàng nói cái gì tỷ ta cảm thấy tỷ phu không thích hợp ngươi nhưng ta hiểu rõ ngươi tính tình coi như hắn là đại ác nhân, ngươi dù là sẽ đích thân đem hắn đưa vào nhà tù, ngươi còn là sẽ thích hắn, sẽ không bỏ rơi hắn, dù là cách lấp kín vách tường, ngươi còn là chọn làm hắn thê tử. A à, Chu, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Nói một kiện rất ly kỳ sự tình, không biết tỷ sau khi nghe xong có thể hay không tin tưởng, nhưng ta chỉ muốn nói cho tỷ tỷ, nàng cũng giống như ta, khả năng có dạng này kinh lịch mới có thể đối Âu Dương Tây Hiển không buông tha. Nếu như không phải tỷ ta khả năng cũng sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để Âu Dương Tây Hiền chết không yên lành. Nữ chính quả thật bị hù đến, bởi vì Đường Chu là nàng thân đệ đệ, coi như không phải một cái lòng dạ từ bi người, nhưng cũng không phải ưa thích tùy ý hại người người. Có một ngày nàng vậy mà tải đệ đệ mình trong miệng, nghe được không muốn bỏ qua một người, muốn để đối phương chết không yên lành. Vì lẽ đó Tây Hiền đến cùng làm cái gì? Tổn thương A Chu, A Chu thế nhưng là nàng thân đệ đệ, để ý nhất đệ đệ Tây Hiền a người tuyệt đối không nên làm cái gì quá phận sự tình làm đường chu đem chính mình trùng sinh tất cả kinh lịch bao quát đường quả chỗ kinh lịch cái kia hết thảy nói xong thậm chí còn nói đường quả cũng là trùng sinh trở về báo thù thời điểm nữ chính đã kinh ngạc đến ngây người càng là không nghĩ tới âu dương tây hiền thật làm qua như vậy quá phận sự tình làm nàng nghe được âu dương tây hiền vậy mà phái người cho hắn xe làm tay chân khiến cho hắn một lần tranh tài bên trong đi ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ tại chỗ tử vong, nữ chính kém chút ngất đi, tỷ, ta nói những điều này đều là thật, ta vốn cho rằng trùng sinh trở về, có thể cải biến hết thảy về sau mới phát hiện năng lực ta không đủ, nếu không phải nàng lợi hại, khả năng lịch sử sẽ còn tái diễn, đường chu rất nghiêm túc nói, không quản tỷ trong lòng thế nào, Âu Dương Tây Hiền cái này tỷ phu ta sẽ không nhận. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3387 của tác phẩm Xuyên Nhanh nữ phối bình tĩnh một chút, a à, chu trong lòng ta rất loạn, ta muốn đơn độc yên tĩnh. được, nàng nói cái kia, ta vẫn là sẽ đi. nếu như hắn không có bị phán vô hạn, vậy chờ hắn ra ngục về sau, ta liền cùng hắn ly hôn. đường chu thở dài một hơi, vậy hắn làm không được đâu, làm không được, hắn sẽ làm không đến sau. nữ chính thanh âm tràn đầy mê mang, tây hiển thật chẳng lẽ làm không được những này sao? vài ngày sau, nữ chính đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu thuyết phục âu dương tây hiền đường quả khống chế huyễn cảnh để dinh dưỡng bên trong người mỗi ngày đều thức tỉnh một hồi nhìn xem âu dương tây hiền mỗi ngày đều đỏ hồng mắt gật đầu đáp ứng nữ chính tất cả sự tình nàng cảm thấy có chút nhàm chán tiểu điềm nếu không chúng ta đây khởi động cứu vớt kế hoạch đi chúng ta rất nhiều đồng loại đã đợi thật lâu hiện tại tin tức đều tra được không sai biệt lắm nhân viên cũng bồi dưỡng đi ra có thể động thủ đường quả đáp ứng theo một ngày này bắt đầu trên thế giới vô số ẩn tàng liên quan tới người nhân bản phòng thí nghiệm bí mật. Ngay tại chậm rãi biến mất, để cho người kỳ quái là, là dòng dã một cái phòng thí nghiệm người toàn bộ biến mất. Không có chút nào tung tích, tại thật lâu về sau, thế giới các quốc gia người phát hiện, biến mất phòng thí nghiệm, đều là nghiên cứu có quan hệ người nhân bản, làm cho này nghiên cứu nghĩ nghiên cứu người nhân bản người. Cũng không dám nữa khai triển dạng này thực nghiệm, làm cho lòng người đau là, liền là những người kia mới cũng không có bọn hắn làm sao biết, những này người toàn bộ bị làm đến nhân bản quốc bên trong. Nghe lời coi như người nhân bản lão sư, không nghe lời, liền đi đổ phân và nước tiểu, đi làm cơm, đi làm đủ loại việc nặng, mặc dù sinh hoạt tại mộng ảo trong thành thị, bọn hắn chuyên nghiệp lại phi thường không nhọt gáy, đặc biệt buồn giàu, bọn hắn ngay từ đầu cho rằng người nhân bản phi thường ngu xuân. Vậy mà đối bọn hắn đại tài tiểu dụng, về sau mới phát hiện, người ta học cái gì đều là vừa học liền biết rất nhanh liền đem bọn hắn biết điểm này cho ép khô. Sẽ còn suy một ra ba, về sau phát hiện biểu hiện tốt, còn có thể thăng chức, đãi ngộ thay đổi tốt, bọn hắn phải cố gắng làm việc, khả năng bên ngoài người đều không biết, nơi này có một nhóm từng người mới, hiện tại bởi vì tranh một cái đổ phân và nước tiểu tiểu tổ trưởng đều đoạt đầu rơi máu chảy. Một ngày này, nữ chính tử, không còn có người nói chuyện với Âu Dương Tây Hiền, trừ sảng khoái trời hắn khổ sở khóc lớn một tràng. Đằng sau đều rất thống khổ nhìn qua trên màn hình hết thảy. Người lộ ra đặc biệt trầm mặc, Đường Chu đi ra ngoài, vì nữ chính an toàn, Đường Chu quyết định để nàng tiếp tục lưu lại nơi này. Chí ít vị này lợi hại nhân bản quốc quốc vương, cứu hắn tỷ tỷ, nói rõ nàng nội tâm cũng không phải là rất hắc ám. Làm sao đều sau so Âu Dương Tây Hiền an toàn, lưu tại nơi này an toàn nhất, ước chừng sau 3 tháng, Âu Dương Tây Hiền chạy đi, hệ thống hỏi Đường Quả vì cái gì cần lâu như vậy? đường quả liền nói đây là bởi vì quá ngắn âu dương tây hiền sẽ hoài nghi nếu như nửa năm trở lên nàng cũng chờ không kịp ba tháng thích hợp nhất nữ chính mỗi ngày đều đang chú ý bên ngoài tin tức nghe được âu dương tây hiền cho nàng tổ chức tang lễ cả người trở nên trầm mặc tâm tình phức tạp bởi vì người nhân bản không bị khống chế âu dương tây hiền công ty xuất hiện rất lớn vấn đề cuối cùng mặc dù giải quyết cũng là nguyên khí đại thương danh tiếng không bằng lúc trước cũng may hắn năng lực thật rất mạnh, công ty là giữ được. Tại mấy tháng về sau, đang từ từ khôi phục, nữ chính đang chờ, chờ Âu Dương Tây Hiển đem công ty tài sản quyên tặng. Chính mình đi tự thú, đợi rất lâu, ước chừng có hơn một năm đi, chờ đến không phải nàng muốn những này, mà là Âu Dương Tây Hiển mang người cùng vũ khí đến vây công đảo nhỏ. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3388 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối bình tĩnh một chút mặc dù tại bồn quốc không thể có những thứ này có thể hòn đảo nhỏ này không tại bồn quốc phạm vi chung quanh là một chút tiểu quốc gia âu dương tây hiền là hạ quyết tâm dốc hết chính mình tài sản cũng muốn đem hòn đảo nhỏ này bên trên hủy diệt đi giống như rất đáng tiếc ngươi nói tất cả mọi chuyện hắn một kiện đều không có đi làm đường quả đứng tại cao nhất tầng lầu nơi này có thể nhìn rất xa nàng đưa trong tay kính viễn vọng cho nữ chính ngươi xem một chút đi những cái kia chiến thuyền có giá trị không nhỏ ngắn ngủi một năm chuẩn bị nhiều như thế xác thực khó lường đoán chừng hao phí hắn đại bộ phận tài sản ngươi lúc trước nói hắn đem hết toàn lực cứu vãn công ty là bởi vì công ty ảnh hưởng quá lớn một khi tuyên bố phá sản sẽ tạo thành vô số người thất nghiệp nữ chính nắm kính viễn vọng nhìn xem cái kia từng chiếc từng chiếc chiến thuyền ngươi nhìn hắn đầu tiên liền đến tìm ta báo thù ngươi nói ta thiếu hắn sao đường quả cười nhạt một tiếng nếu như không phải chúng ta không đủ cường đại cái này thế giới căn bản không chứa được chúng ta nữ chính khóe môi giật giật lời đến khóe miệng lại không biết nên nói như thế nào nàng đối tây hiền thất vọng kỳ thật đang nghe đường chu nói những chuyện kia nàng đã thất vọng ngươi để ta ra ngoài đi ta để hắn trở về nữ chính đem kính viễn vọng trả lại cho đường quả chỉ cần ta sống một ngày liền sẽ bảo đảm các ngươi nơi này sẽ không nhận hắn tổn thương ngươi chỉ có thể bảo đảm hắn không thể tổn thương chúng ta lại không thể đủ bảo đảm mặt khác người mặt khác quốc gia toàn bộ thế giới đúng không nữ chính không lời nào để nói đúng vậy nàng không thể nàng duy nhất nắm chắc chỉ là ước thúc âu dương tây hiền hắn là dạng gì người ngươi còn không biết coi như mình không động thủ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để người khác động thủ biết ngươi là hảo tâm nhưng chính là một cái ngươi bảo đảm không được chúng ta nhiều như thế chiến thuyền vây quanh một khi hắn hạ lệnh nơi này tuyệt đối sẽ bị tạc thành từng khối từng khối căn bản gánh không được nữ chính lo lắng là cái này khả năng trong lòng ưa thích không có cách nào rất nhanh liền biến mất nhưng nàng không thể tiếp nhận dạng này âu dương tây hiền rõ ràng đáp ứng thật tốt hắn lại một kiện đều làm không được ngươi để ta ra ngoài đi ta hẳn là còn có chút dùng ta dùng ta tính mệnh uy hiếp hắn hắn có lẽ sẽ không lại nhằm vào nơi này chúng ta trước đó nói xong ngươi đã thua trận đường quả nhẹ nhàng cười nói ngươi còn muốn cùng với hắn một chỗ không muốn không thể nào tiếp thu được a chu cùng ta nói rất nhiều sự tình ta không có cách nào tiếp nhận lại cùng hắn cùng một chỗ cái kia cần gì phải miễn cưỡng đi bên cạnh hắn nữ chính khuôn mặt lộ ra chút thống khổ ta không đi các ngươi nhiều người như vậy làm sao bây giờ như thế lớn chiến trận hắn là quyết tâm nghĩ nổ nát nơi này đến lúc đó các ngươi một cái đều trốn không thoát kỳ thật ta là vì chính mình an tâm một chút hắn làm sai sự tình quá nhiều Ta chỉ có thể đủ khả năng đi ngăn cản, không muốn lại nhìn thấy hắn sai đi xuống, nếu như không gánh nổi các ngươi, ta cả một đời khả năng đều không được an bình, vậy ngươi có thể không cần, hắn không thể đem chúng ta như thế nào, ngươi hẳn là lo lắng một chút, ta sẽ đem hắn thế nào? Đường quả vươn tay, rơi vào nữ chính trên mặt, ngươi muốn hắn sống hay là muốn hắn chết? Hệ thống, Túc chủ, ngươi không nhìn bên cạnh ngươi Khương Tân sao? Người ta con mắt liền không có dịch chuyển khỏi qua, ngươi thế mà ngay trước mặt hắn sờ những nữ nhân khác mặt, sẽ không tổn thương đến người ta còn nhỏ tâm linh sao? Khương Tân trong lòng xác thực rất giấm, quả nhiên cái này cùng tiểu điềm lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân rất chán ghét. Tiểu điềm đều không có sờ qua hắn mặt, kết quả bị nữ nhân này chiếm tiện nghi, người sẽ giết hắn sao? Nữ chính hỏi, nội tâm của nàng rất mâu thuẫn, có chút hiện thực tính vấn đề, nàng thật không biết trả lời như thế nào. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3389 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, nếu như có thể, nàng vẫn là hy vọng hắn còn sống đi. Kỳ thật ngươi hy vọng hắn còn sống đi, ta cũng là ý tứ này. Chết 100, cái kia nhiều tiện nghi hắn a. À, vì lẽ đó, ngươi dự định, để hắn tất cả chuẩn bị tan thành bọt nước, để hắn mất đi người yêu lại mất đi tất cả hết thảy Đem hắn theo thiên chi kiêu tử biến thành một người bình thường. Đường quả lại sờ một cái nữ chính mặt, ngươi có còn muốn hay không cùng với hắn một chỗ? Không muốn, ta cho ngươi đổi khuôn mặt đi, ngươi đổi một cái thân phận sinh hoạt, ví dụ như đường gia dưỡng nữ, dù là tương lai các ngươi gặp mặt, hắn cũng không quen biết ngươi. Hệ thống, quả nhiên, nữ nhân này hung ác không được. Đổi mặt, đúng, đổi mặt, yên tâm đi, và sửa mặt không giống, sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Ngươi muốn cái gì bộ dáng đều có, ngươi một mực dùng cái này khuôn mặt. Thế giới tuy nói rất lớn, có đôi khi duyên số đến, làm sao cũng đỡ không nổi sớm muộn muốn gặp mặt về sau lấy hắn thân phận cũng không gặp được ngươi dù là nhìn thấy không cùng ngươi bắt chuyện cũng không quen biết ngươi để hắn còn sống để hắn không có gì cả để hắn tại đối mặt người yêu thời điểm làm sao đều không nhận ra hẳn là sẽ rất thống khổ ngươi có thể cự tuyệt đường quả đem kính viễn vọng nhét vào nữ chính trong tay mặc dù phiền toái một chút nhưng không có quan hệ bất quá đến lúc đó hắn hẳn là sẽ quấn lên ngươi lại làm chút chuyện gì đi ra? Vậy ta cũng không biết, ngươi hẳn phải biết, hắn cái kia người cái gì cũng có thể làm đi ra. Có thể sẽ tổn thương ngươi, tổn thương đem ngươi giấu đi người, ví dụ như ngươi đệ đệ, Đường Chu, ngươi cái này đệ đệ không có phí công đâu, một lòng vì ngươi, tâm địa cũng không tệ lắm, ta đáp ứng, ngươi giúp ta đổi mặt đi, cái này người trừ tích nàng, có thể tùy ý tổn thương người khác, thậm chí là nàng thân nhân, tha thứ nàng không có cách nào đi tiếp nhận, nàng yêu hắn cũng để ý qua hắn, nhưng là nàng không có cách nào tiếp nhận hắn làm những chuyện kia. Người lựa chọn là sáng suốt, tuy nói tương lai người ngẫu nhiên nhớ tới những chuyện này sẽ thống khổ, sẽ khó chịu, nhưng là, dù sao cũng so hết thảy hướng về hắn muốn đi phát triển tốt. Hệ thống, túc chủ, người lần này rất nhân vật phản diện, kia là trước kia ta không có phát huy loại kỹ năng này. Sân khấu không đủ lớn, kịch bản không mang cảm giác, hệ thống, nhưng là túc chủ đại đại ta phải nhắc nhở ngươi một chút bên cạnh ngươi khương tân ánh mắt một mực không thích hợp nhìn nữ chính ánh mắt liền càng không thích hợp nếu không có ngươi hắn đoán chừng sớm đã đem nữ chính đánh ngất xỉu ném ra âu dương tây hiển tốn hao đại bộ phận tài sản mua sắm chiến thuyền vũ khí lại thuê người dự định phá hủy một cái đảo nhỏ chỉ là khi hắn hạ lệnh để chiến thuyền lái qua trên mặt biển đột nhiên lên sương mù theo liền là gió lớn hắn bị một cơn sóng đổ nhào đi qua đợi đến lại một lần nữa tỉnh táo lại chính mình tại một cái hoang đảo lên thật vất vả trở lại đại lục ở bên trên đã là một năm sau công ty đã đổi chủ sau đó bị người thu mua hắn dự định đông sơn tái khởi nhiều lần phảng phất trong lúc vô hình có một cái tay tại áp bách hắn nhiều lần thất bại sau đó hắn dùng còn lại tiền thuê người đi hòn đảo nhỏ kia bên trên diệt sát phía trên tất cả người nhân bản kết quả là tất cả mọi người một đi không trở lại hắn không biết là những này người đều được an bài đi làm nhân bản quốc vừa bẩn vừa mệt mỏi việc. Hoàn toàn chạy trốn không đi ra, hận chết hắn tâm đều có, đến mức lúc trước biến mất những thuyền kia chỉ bên trên người. Cũng được nhân bản quốc làm việc vặt, ở đây, Âu Dương Tây Hiển rốt cục cái gì đều không có, mà nữ chính cũng bị đường quả đổi mặt, trên thân mang tính tiêu chí đặc thù, cũng đều bị bỏ đi, đồng thời từ bỏ danh tự, trở thành đường ra một cái dưỡng nữ, hai năm này bắt đầu ở bên ngoài thò đầu ra. Âu Dương Tây Hiển nghe nói qua việc này, trả vụng trộm chạy tới nhìn, kết quả phát hiện một tấm phi thường bình thường mặt, không khỏi thất vọng, còn nhân thần kia thái có điểm giống nữ chính, hắn cho rằng đây là đường ra phu phụ qua muốn nữ nhi. Tìm không thấy đồng dạng, mới có thể tìm một cái cùng nữ chính thần thái không sai biệt lắm. Âu Dương Tây Hiển vẫn luôn nghĩ Đông Sơn tái khởi, làm sao đắc tội nhiều người, lại không có tài chính, không có người sẽ ủng hộ hắn, hắn những cái kia thân thích, cũng đều tránh không kịp chỉ sợ rơi vào giống như hắn hạ tràng. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3390 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, không cam lòng Âu Dương Tây Hiền. Cuối cùng bộc lộ ra hòn đảo nhỏ kia tin tức. Toàn thế giới đều khiếp sợ. Nữ chính tại biết tin tức này đến lúc đó. Trong lòng cuối cùng điểm này ánh sáng cũng diệt. Cũng không tiếp tục tìm người đi nghe ngóng Âu Dương Tây Hiền tình huống. Tỷ, không biết nên khuyên như thế nào ngươi nhưng hắn là đáng đời đường chu trong lòng thống khoái vô cùng may mắn nàng trùng sinh bằng không âu dương tây hiền hiện tại còn mặt mày dạng dỡ đâu nàng lớn như vậy bản sự coi như nhân bản quốc lộ ra ánh sáng cũng có thể bảo tồn chính mình đều là trùng sinh vì cái gì khác biệt cứ như vậy lớn đâu đường chu nhớ tới bọn hắn đã từng ở chung thời gian không khỏi nở nụ cười kỳ thật nàng không phải cái người xấu có lẽ là nghe vào hắn lời nói thật không có thương tổn đến bất kỳ một cái vô tội người liên quan tới những cái kia biến mất người hắn còn hỏi qua nàng lúc trước may mắn muốn tới nàng phương thức liên lạc bây giờ còn thỉnh thoảng liên hệ một lần nghe nói những cái kia tiến đánh đảo nhỏ người đều đi làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc trong đó có một hạng liền là giúp tất cả người nhân bản đổ phân và nước tiểu ngẫm lại đều là buồn cười a à, chu ta chỉ là đang lo lắng đảo nhỏ an nguy tỷ cái này ấy, ngươi cứ yên tâm đi có nàng tại đảo nhỏ không có việc gì nữ chính nguyên bản không tin Kết quả ba ngày về sau, đường quả hướng thế giới tuyên bố nhân bản quốc thành lập, thậm chí còn bắn tiếng. Nếu là không phục, đến đánh nàng a à, hệ thống túc chủ người dạng này có chút phách lối. Ta cái này gọi cưỡng chế quật khởi, rung động ra sân hệ thống vẫn có chút trung nhị. Vạn nhất bọn hắn thật đến đánh ngươi đâu? Nhân bản quốc người hơi ít, nhất là làm việc vặt. Bọn hắn đã đến thì tốt quá, đều đi làm việc hệ thống đến. Hắn là minh bạch túc chủ đại đại mục đích. Như thế Trung Nhị nguyên lai là đang đánh nhân loại bình thường chủ ý, cầu bọn hắn phạm sai lầm, sau đó đem bọn hắn lưu lại làm việc thứ tội, ngay từ đầu xác thực có một số đại quốc không tin. Vụng trộm phái người đi diệt nhân bản quốc, cuối cùng liền là phái đi người một nhóm đều không có trở về qua. Đường quả còn cho bọn hắn thư một phong, ít nước ít tổng thống, người tốt, chúng ta chỗ này bắt lấy đến từ các ngươi quốc người. Bởi vì bọn họ phạm sai lầm, không có hộ chiếu liền tự mình nhập cảnh chúng ta nhân bản quốc, Chúng ta nhân bản quốc luật pháp là bất kỳ cái gì không có hộ chiếu tự mình lén qua tiến đến người cũng sẽ ở nơi này bị tù, bình thường là 3 năm đến vô hạn, bọn hắn mang theo vũ khí, tạm thời không có tạo thành thị dân khủng hoảng, bởi vậy chúng ta đi qua thẩm phán về sau, quyết định phán bọn hắn 20 năm tù có thời hạn. Chờ 20 năm về sau sẽ hết hạn tù phóng thích, các ngươi nếu là không phục cái này phán quyết, không cách nào lại một lần khiếu nại nhưng là các ngươi có thể phái người đến đánh ta nhân bản quốc. Cái nào đó đại quốc vẫn là không tin ta, tuyên bố bọn hắn lại không thả người, cũng đừng trách bọn hắn không khách khí, chỉ là không hề có tác dụng, đường quả căn bản không sợ, đối phương dự định lợi dụng về, sao, đạo, đạn truy tung, sau đó phát hiện căn bản không có tín hiệu, lại không dám tùy tiện oanh tạc, dù sao chung quanh rất nhiều nơi không phải nhân bản quốc. Cuối cùng chỉ có thể nhẫn, nhân bản đảo quật khởi mạnh mẽ, để thế giới khiếp sợ bọn hắn phát hiện nhân bản quốc trừ phi thật có hộ chiếu bằng không thì thật vào không được cái gì tín hiệu truy tung đều không có bất kỳ cái gì dùng nhân bản quốc phát ra tuyên bố chúng ta chỉ là muốn tại phương này tịnh thổ còn sống không có uy hiếp thế giới an toàn ý tứ hoan nghênh các quốc gia mậu dịch vãng lai ngay từ đầu vẫn như cũ có nghĩ cách về sau phát hiện thật không được mà nhân bản quốc càng ngày càng ổn định thời gian dần qua tất cả mọi người thích ứng nhân bản quốc tồn tại ở thế giới liên quan tới người nhân bản điều lệ bên trong đường quả nói ra rất nhiều ý kiến đại bộ phận quốc gia cũng không nguyện ý ủng hộ đều không đồng ý mặc dù có cái nào đó đại quốc ủng hộ nhưng một cái đại quốc ủng hộ là không sinh hiệu quả sau đó đường quả liền trực tiếp nói một câu không sao các ngươi không đồng ý chúng ta tự có bảo vệ mình con dân biện pháp hy vọng các vị tự giác một điểm không để cho chúng ta phát hiện quốc gia khác có người nhân bản đang bị nghiên cứu sự tình bằng không thì chuyện gì phát sinh chúng ta cũng không biết như thế không giảng đạo lý bọn hắn chưa từng gặp qua bọn hắn không dám hung bằng không thì nàng câu tiếp theo chính là không phục lời nói đến đánh nàng a à, kỳ thật bọn hắn bản thân là không ủng hộ người nhân bản thực nghiệm rất nhiều phòng thí nghiệm đều là một số người tự mình làm nhưng là nha cho nàng ngột ngạt bọn hắn còn là rất tình nguyện chỉ là về sau nghe được có tin tức một số phòng thí nghiệm từng cái biến mất không thấy gì nữa Tính cả người cũng không thấy, liền có chút ngồi không yên. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Là hắn thẹn quá hóa giận, mới đưa nhân bản quốc bại lộ, đến mức phòng thí nghiệm kia là Âu Dương Tây Hiền, đã không có người có thể chứng nhận, cũng không có chứng cứ, vì lẽ đó không cách nào bắt giữ hắn. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3391 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, thư đến hỏi đường quà. Đường quả cho bọn hắn hồi âm là, phàm là giết hại chúng ta đồng loại, tại chúng ta nhân bản quốc đều sẽ được phán vô hạn. Trung thân vì người nhân bản phục vụ, một số quốc gia đầu nhi tức giận đến phát run, không biết công nhiên khiển trách bao nhiêu lần, phương tiện truyền thông nước ngoài cũng đưa tin vô số lượt. Còn gây nên công dân phẫn nộ, nhưng tựa hồ đánh rắm dùng đều không có, người ta căn bản là không thèm để ý cái này, nhất là bọn hắn còn phát hiện, nhân bản quốc xung quanh một chút tiểu quốc gia vậy mà cùng nhân bản quốc thành bản quốc, cái nào đó đại quốc cũng cùng nhân bản quốc thành bản quốc. Đồng thời tại mỗi một lần đường quả phát biểu chính mình ý kiến, đều sẽ lựa chọn ủng hộ, nhân bản quốc gót chân triệt để đứng vững, cường đại, thần bí, không ai có thể sờ đến nội tình, đã không còn người dám đánh chủ ý, đường chu cũng may mắn có khả năng đi nhân bản quốc du ngoạn. Nhân bản quốc mở ra thời điểm, rất nhiều người đều đi, sau đó bọn hắn kiến thức đến không trung cao lầu cùng đáy biển thành thị phảng phất đi vào chuyện cổ tích thế giới phàm từng tới cái chỗ kia đều sẽ cho rằng đây là một cái rất cường đại tiểu quốc gia về sau nhân bản quốc liền thành du ngoạn thắng địa bởi vì xác thực không có cái gì lớn uy hiếp rất nhiều người cũng mở con mắt nhắm một con mắt không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy đường chu tại biết đây hết thảy thời điểm từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ nhìn thấy ngươi tốt ta liền yên tâm ngươi bây giờ cũng không tệ đường chu chỉ nở nụ cười sau đó đem một chi hoa hồng đưa cho đường quả muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm hệ thống túc chủ hoa đào khả năng không được tiểu điểm tối nay đáp ứng cùng ta cùng một chỗ ăn khương tân không biết từ chỗ nào xuất hiện mắt liếc đường chu trong tay hoa hồng chúng ta nhân bản quốc hoa hồng có một tầng lầu đều là được xưng là hoa hồng tầng ngươi nếu có rảnh rỗi có thể đi xem một chút sao trong tay ngươi mới mẻ mở tốt đường chu minh bạch cái gì chỉ thấy đường quả đợi nàng phản ứng bất quá cái này nhân bản quốc người, giọng nói thật đúng là có tiếng không hiếu hảo. A à, Tân nói không sai, người có rảnh có thể đi xem một chút, tỷ tỷ của người ưa thích cái này hoa sao, có thể mang một chút cho nàng. Đường Chu Minh Bạch, trong lòng có chút tiếc nuối, tỷ tỷ của ta không thích hoa hồng, nàng không thích mai vàng, chúng ta nơi này cũng có mai vàng, người đi mai vàng phòng xem một chút đi, cái gì mai vàng đều có. Khương Tân đề nghị, liền là giá tiền mắc tiền một tí, nhưng người cũng không thiếu nếu là đặt hàng nhiều chúng ta nơi này có thể đưa hàng tới cửa hỗ trợ trồng trọt a tân đề nghị rất tốt đường chu triệt để gỡ tâm tư cùng hai người cáo biệt hắn còn là mang hai chi mai vàng trở về cho tỷ tỷ có cơ hội mang nàng tới xem một chút đi âu dương tây hiền thật không rõ vì cái gì hắn đem đảo nhỏ sự tình bạo lộ ra kết quả sẽ chỉnh ra một cái nhân bản quốc không phải là thế giới các quốc gia đều nóng bỏng đến cướp đoạt đảo nhỏ chiếm làm của riêng sao nhưng là bây giờ tình huống, nhân bản quốc vậy mà vô cùng cường đại, hoàn thành dung ngoạn thắng địa, thậm chí rất nhiều quốc gia, còn vì nhân bản quốc mở đường dây riêng, nghe nói đi qua nhân bản quốc người, đều rất rung động bọn hắn kiến trúc, thành phố dưới đất, có thể trực tiếp quan sát đáy biển cảnh sắc, phía trên không trung thành thị, đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy mây trắng, khoảng cách cực kỳ gần, quả thực là nhân gian tiên cảnh, không biết bọn hắn xử lý như thế nào, vậy mà sẽ không để cho nhân thể không thoải mái trên thế giới vô số người, đời này đều có một cái nguyện vọng, đi nhân bản đảo du ngoạn một lần, những cái kia nhằm vào nhân bản đảo người, cũng đều thời gian dần qua tiếp nhận, nhất là hắn chỗ quốc gia, lại còn cùng đối phương hợp tác vô số lượt, kết giao xuống đến thâm hậu hữu nghị, nhân bản đảo không chỉ có làm du ngoạn, còn làm xanh biếc thực hoa cỏ bồi dưỡng, hết sức xuất sắc, thậm chí, bọn hắn có vô số hoa nghiên sở, mỗi một cái thành viên đi đến bên ngoài, đều là phi thường ưu tú nghiên cứu khoa học nhân tài bọn hắn nghiên cứu ra đến đồ vật luôn luôn rất bán chạy toàn thế giới tranh nhau bắt trước về sau nhân bản quốc còn nghiên cứu phát minh vũ khí khiến cho rất nhiều đại quốc đối bọn hắn đều vẻ mặt ôn hòa trong lòng lại tại thầm mắng đây là cái tiểu quốc gia sao mau để cho quốc nội những cái kia vụng trộm làm thực nghiệm tranh thủ thời gian đình chỉ đi đừng để trên thế giới này lại nhiều mấy cái người nhân bản đều biến thái như vậy nhân loại sợ là được thành vì bọn họ nô bộc bởi vì hắn chỗ quốc gia tới giao hảo vì lẽ đó mỗi một lần đều có thể đạt được trực tiếp đồ tốt Mà Âu Dương Tây Hiển cái này người Thời gian dần qua bị người quên Hắn đã từng tiến đánh đảo nhỏ sự tình Cũng bị người bảo lộ ra Có người truyền thuyết Mời các bạn theo dõi chương 3392 của tác phẩm Xuyên Nhanh Nữ phối, bình tĩnh một chút Đường quả muốn chính là như vậy hiệu quả Đối với cái này rất hài lòng Âu Dương Tây Hiển vẫn luôn tại bến tàu bên cạnh bồi hồi Bởi vì nơi này người vĩnh viễn là đầy mỗi ngày đều có người đi nhân bản quốc. Một ngày này, tại trên bến tàu, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc người, là đường chu mang theo nữ chính, dự định đi nhân bản đảo chơi mấy ngày. Song Phương vừa vặn đánh vừa đối mặt, đường chu nhìn thấy Âu Dương Tây Hiển mặc rúm gió y phục. Còn là bộ kia âm u bộ dáng không sinh ra một điểm đồng tình, bởi vì Âu Dương Tây Hiển vậy mà dùng một loại rất căm hận ánh mắt nhìn xem tỉ hắn. Hắn đặc biệt muốn cười, thật, rất muốn cười đi ra. Cái này người chỗ nào giống tiểu quả, không phải liền là thần thái có chút tương tự, các ngươi liền sẽ nàng tiếp trở về nâng ở trong lòng bàn tay, đưa nàng xem như một cái bảo, chiếm lấy thuộc về tiểu quả hết thảy, Âu Dương Tây Hiển chỉ trích, nàng xứng sao? Nữ chính quay đầu dò xét Âu Dương Tây Hiển một cái. Gặp hắn mặt lộ căm hận, phảng phất nàng là cái gì nhận không ra người đồ vật. Đột nhiên thoải mái bật cười, kỳ thật, hắn chưa chắc có bao nhiêu yêu nàng a, à? đúng không? A à, Chu thuyền có phải là muốn mở a à, tỷ chúng ta đi thôi không cần để ý cái tên điên này đường chu các ngươi làm như vậy xứng đáng tiểu quả sao âu dương tây hiển hô ngươi quên tiểu quả là thế nào chết sao ngươi lại còn mang nàng đi cái kia cầu thí nhân bản quốc thuyền kia hắn quen thuộc liền làm mở hướng nhân bản quốc đường chu quay đầu tràn ngập thâm ý nói ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên là ngươi hại tỷ ta ngươi yêu tỷ ta sao tất nhiên yêu nàng vì cái gì nàng để ngươi làm sự tình, đơn giản nhất một kiện đều không có làm đến, ngươi khả năng yêu nàng, nhưng ngươi yêu rất ích kỷ, đều là vì thỏa mãn chính mình, ngươi càng yêu bất quá là chính ngươi, ngươi đều là ích kỷ, nhưng ngươi tại tỷ ta nơi này chưa bao giờ thừa nhận. Không, ta yêu người là tiểu quả, ta yêu nàng, trong lòng ta chỉ có nàng, vì nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm, đường chu không có trả lời, nữ chính cũng không quay đầu lại ý tứ, nàng đã không thích, đã từng hy vọng nhất là, hắn có khả năng thừa nhận chính mình sai lầm, một mực chờ đợi, hiện tại không cần, nàng không nhịn được nhớ lại bọn hắn nhận biết thời điểm. Ngày đó nàng đi nhầm phòng, bên trong đúng lúc là Âu Dương Tây Hiển cùng mặt khác một số người. Không biết bọn hắn nói cái gì, Âu Dương Tây Hiển trực tiếp đưa nàng giữ chặt, nữ nhân này liền so với các nàng tốt, ta muốn lựa chọn nữ nhân. Khẳng định là nàng dạng này, lúc ấy nàng niên kỷ còn rất nhỏ, vừa vạn 18, có chút mơ mơ màng màng âu dương tây hiển tại bên tai nàng nói làm ta bạn gái thế nào được nàng vô ý thức gật đầu sau đó không biết làm sao liền điên cuồng yêu cái này người dù là vấp phải chắc trở vô số ăn rất nhiều đau khổ còn là nghĩa vô phản cố yêu hắn ngay từ đầu hắn là không thích nàng còn nói ngày ấy chỉ là một cái ứng phó là nàng chấp nhất kiên trì bọn hắn cuối cùng cùng đi tới cũng nhận được một câu kia ta yêu ngươi tỉ ngươi làm sao Nhớ tới một chút chuyện cũ, nàng nói: "A à, Chu, ngươi về sau nếu có nữ nhi, nhất định phải mang nhiều nàng đi ra ngoài thấy chút việc đời." "A, à, tốt, bất quá cô vợ trẻ đều không, lấy ở đâu nữ nhi a?" À? Lại nói, "Còn không biết tương lai hài tử là nam hay là nữ đâu." Nhi tử liền càng phải dạy tốt, "Về sau ta giúp ngươi nhìn một chút hài tử đi, hài tử muốn từ nhỏ dẫn đạo, để tránh tương lai lớn lên chính mình làm chuyện xấu cũng không biết." "Tỷ, ngươi cũng không cần mù quan tâm." "Đúng." còn không có quên nàng, người ta thế nhưng là quốc vương, đã kết hôn, phu thê rất ân ái, không nên đi phá hư bọn hắn tình cảm, tỷ, người yên tâm đi, ta mới không có nhàm chán như vậy, liền là cần một chút thời gian, tỷ tỷ ý là, sau này liền một thân một mình sao, đường chu không có mở miệng hỏi, kết quả này cũng tạm được, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 3393 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút đường tổng ngươi dạ dày không tốt, rượu đã không thể lại uống. Đường quả thanh tỉnh thời điểm, bên tai liền truyền đến một câu nói như vậy, nghe thanh âm hẳn là một nữ nhân, đồng thời nữ nhân này niên kỷ hẳn là tại chừng 30 tuổi. Thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc, nghe có chút cứng nhắc, khó được còn có chút quan tâm cùng lo lắng. Đây cũng là nguyên chủ bên người thân cận người, xưng hô nàng là đường tổng, nói như vậy nàng lần này còn là hiện đại thế giới. Còn là một cái tổng giám đốc, như vậy niên kỷ hẳn là sẽ không quá nhỏ không thể nào là 20 tuổi trở xuống tiểu cô nương. Sơ bộ suy đoán, hẳn là tại 25 đến 30 tuổi ở giữa. Đến mức thuyết phục nàng người, không phải nàng trợ lý liền là thư ký, hẳn là công ty bên trong phi thường tín nhiệm người. Một cái hoảng hốt, nàng thanh tỉnh lại, liền gặp một con bảo dưỡng khá tốt tay, nắm nàng trong tay ly đế cao, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người mặc âu phục bộ váy, mang theo kính mắt, trên mặt có nhàn nhạt trang phục nghề nghiệp nữ nhân chính cao mày nhìn nàng. Đường tổng, dưới gầm trời này nam nhân nhiều đi, người thế nhưng là một cái đại tổng tài, làm gì vì chính là phó phồn dày vào bản thân thân thể. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi vừa mới qua 25, bởi vì thân thể mau bệnh, vào một lần trong bệnh viện, lần thứ nhất dạ dày chảy máu, lần thứ hai viêm dạ dày, lần thứ ba là không đúng hạn ăn cơm, đau dạ dày nửa đêm bị kéo đi, bác sĩ mới dặn dò qua, ngươi bây giờ tình huống không dậy uống rượu, uống rượu một ly coi như ngươi còn một ly lại một ly, coi là đây là rượu ngon thêm cà phê, lại tiếp tục tiếp tục như vậy, còn không biết thân thể sẽ xuất hiện thứ gì mau bệnh. Vị này mang theo kính mắt, nói chuyện nghiêm túc nữ nhân càng nói là càng tức giận. Còn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngược lại để đường quả bật cười, không nghĩ tới nguyên chủ bên người còn có dạng này dây người. Cũng không biết giữa các nàng quan hệ là dạng gì, bình thường thư ký cũng không dám nói như vậy. Phó phồn đã có ưa thích người đường tổng nếu như là cảm thấy hắn không thức thời vong ân phụ nghĩa khó chịu hắn lấy trong tay ngươi quyền lực tài nguyên còn chưa thể cho hắn dùng điểm ngáng chân để hắn hiểu được ai mới là người đầu tư ba ba không phải rất tốt sao mai mẫn châu mày bất quá là một tên mau đầu tiểu tử cũng không biết đổ cho ngươi cái gì nước thánh xem đi người ta căn bản không phải nghĩ như vậy tốt ta không uống đường quả cũng cảm thấy đầu có chút mê man lại nhìn trên bàn đã trống không một cái bình rượu rượu đỏ. Lại nhìn một cái khác rượu đỏ bình còn thiếu một nửa. Hóa ra nguyên chủ đây là không vui, đem rượu đỏ xem như lao bay gần, nàng buông lỏng tay ra, đem ly đế cao giao cho mai mẫn, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, đơn độc ngơ ngác, cái này thư ký xem xét liền là cái khôn khéo người. Tránh sơ hở, nàng còn là trước tiếp thu ký ức đi, đường tổng thật là khó được nghe ta một lần toàn bộ. Mai mẫn hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng miệng ta ra mai hỏng, cuối cùng ngươi sẽ chỉ làm ta đi ra ngoài đâu. Nàng có chút cổ quái đẩy một chút kính mắt, thấy đường quả đã hai mắt nhắm nghiền kính, tựa như là có chút huệ hoài bộ dáng, cũng không có nhiều lời liên quan tới cái kia gọi phó phồn sự tình. Cái kia đường tổng ta đi ra ngoài trước, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại gọi ta, mặt khác ta đi ra ngoài để bọn hắn chuẩn bị một chút canh giải rượu đưa vào cho ngươi. Uống canh giải rượu, thân thể hẳn là sẽ dễ chịu chút, mai mẫn nói chuyện những lời này, thấy đường quả nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi buông lỏng một chút, mặc dù nhà nàng đường tổng tuổi là nhỏ hơn nàng mấy tuổi. Nhưng năng lực là phi thường cường, phụ mẫu 17 tuổi xảy ra chuyện, thế là kết thúc ở nước ngoài du học cuộc đời, về nhà trường quản đường thị. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3394 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, theo một cái 17 tuổi tiểu cô nương, trưởng thành đến bây giờ ở giữa cũng ít không được đủ loại gặp gành, thương trường như chiến trường, không có một ngày là nhẹ nhõm, quả thực là đem một cái lúc đầu hưởng thụ gia đình hạnh phúc tiểu cô nương. Bước đến như thế một cái phần lên, cũng may tất cả đều chịu đựng nổi, bỏ lỡ thanh xuân tất cả tiểu cô nương, đột nhiên liền thích một người, thật động tâm, cũng là khó tránh khỏi, mai mẫn ôm trống không còn thừa lại cái kia nửa bình rượu đỏ. Nghĩ lại một chút, chính mình lời mới vừa nói có phải là có chút quá trực tiếp đường tổng nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng thế nhưng là nhớ tới đối phương tình huống thân thể nàng lại cảm thấy chính mình không sai nhắc tới nàng đến cái công ty này trở thành đường quả thư ký cũng là duyên số đường tổng tiếp quản công ty một năm kia chính là nàng vừa mới đại học tốt nghiệp năm đó tốt nghiệp nha trừ phi năng lực tuyệt đối đủ mạnh chuyên nghiệp tính cường nếu không tìm tới chính mình hài lòng công tác là không dễ dàng lại nói nàng đến trường thành tích cũng không phải đặc biệt tốt thi đậu đại học bình thường tại bây giờ xã hội này sinh viên đầy đường chạy niên đại bình thường viện giáo học sinh tìm việc làm đều như vậy cao không được thấp chẳng phải đặc biệt gian nan nàng có là học hành chính quản lý loại hình cái này chuyên nghiệp nói thật xác thực không có đặc biệt lớn tiền đồ trừ phi là đỉnh cấp nhưng lúc ấy cũng không hiểu những này làm sao biết làm như thế nào lựa chọn chuyên nghiệp liền cùng con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn cũng không có người giúp nàng tham khảo qua mơ mơ hồ hồ liền lên tốt nghiệp tìm việc làm nói chuyện mới phát hiện, chính mình một chút ưu thế đều không có. Duy nhất ưu thế, đoán chừng liền là dáng người cũng không tệ lắm, tướng mạo vẫn được, cũng là bởi vì cái này, còn kém chút dẫn xuất mầm tay và Trước lúc này, nàng cũng làm ba một công việc, đều là vào công ty không bao lâu, nàng liền phát hiện cấp trên đối nàng có ý tưởng, những thủ trưởng kia đều là một chút ba bốn mươi, bốn năm chết trung niên nam nhân, trong nhà có lão bà, còn có hài tử, trong đầu nghĩ đều là một chút làm sao đưa các nàng những này vừa tốt nghiệp tiểu cô nương lừa gạt tới. Tay, muốn lừa gạt nàng làm nhân tình, khả năng nhìn ra nàng rất cần công việc này, còn ân uy bệnh án, nhưng nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ phụ mẫu nói, lại nghèo, lại khổ, cũng phải đường đường chính chính làm người, đi đến chính, ngồi phương diện. Tuyệt đối đừng nói vi phạm chính mình nguyên tắc cùng đạo đức sự tình. Thế là, mỗi một lần phát hiện dạng này sự tình, nàng đều lựa chọn từ chức sa thải thứ ba một công việc thời điểm, nàng liền tuyệt vọng, bồi hồi tại thị trường nhân tài, cả người đều rất sụp đổ, lúc ấy thậm chí đã hướng máy nhà bò đi, công tác hoàn cảnh áp lực, để nàng cả người cũng không có cách nào chậm tới, hoàn toàn thở không nổi, lại không dám đem những này cùng phụ mẫu nói, sợ bọn họ lo lắng, đang lúc nàng hướng máy nhà chậm rãi đi đến thời điểm, một đạo đặc biệt tốt nghe thanh âm tại sau lưng vang lên, ta nhìn ngươi trong đại sảnh bồi hồi thật lâu cuối cùng không có đưa ra một phần sơ yếu lý lịch. Là không nhìn thấy hài lòng sao? Ngươi là ngành nào? Sẽ cơ bản mấy loại làm việc phần mềm sao? Cái này nói như thanh tuyền đồng dạng thanh âm, rốt cục đưa nàng kéo về thực tế, gặp lại sau đến một cái đối với nàng cười tiểu cô nương. Nàng còn nghĩ lầm đây cũng là tìm đến công tác, còn hỏi, tiểu cô nương, ngươi trưởng thành sao, nhỏ như vậy liền đến tìm việc làm, ngươi cái này niên kỷ, hẳn là đến trường niên kỷ A, ta không phải tìm đến công tác, ta là tới làm nhân viên, nhìn tới nhìn lui, đều không nhìn thấy hài lòng, sau đó nhìn thấy ngươi, ta nhìn hai ta có điểm giống, đều không có tìm được phù hợp, không bằng ngồi xuống nói chuyện, có thể liên thích hợp đây, tới đi, chúng ta bên này đàm luận, ta cần một người bí thư, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 3395 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, không nghĩ tới, nàng liền bị cái này tuổi còn trẻ còn kém chút đến 18 tuổi tiểu cô nương lắc lư đến cái công ty này. Lúc trước cái công ty này còn là cái không lớn không nhỏ công ty. Bây giờ đã là một cái đưa ra thị trường công ty lớn. Tại cả nước là xếp tại trước năm trong vòng. Có thể nghĩ, không đến 10 năm thời gian, tiểu cô nương này làm được thế nào thành tựu, mà nàng may mắn, cũng may mắn thành đường tổng bên người người thân nhất người. Bởi vì trận kia quen biết, nàng vận mệnh bị cải biến, mọi chuyện đều tốt, duy nhất không tốt chính là đường tổng giống như đến trễ xuân tâm manh động thích một người trẻ tuổi giống như bị xuống thuốc mê đồng dạng làm sao đều thuyết phục không được ngay từ đầu nàng liền không biết là gọi phó phồn có cái gì tốt nhưng mà đường tổng giống như không thèm để ý những này nói chỉ là muốn nâng hắn hắn vui vẻ nàng tự nhiên vui vẻ liền tại trước mấy ngày phó phồn công bố yêu đương công khai biểu lộ rõ ràng mình thích người là một người dáng dấp trắng nón tiểu cô nương nhìn phi thường sạch sẽ xuất thân phổ thông các vương diện cũng không sánh nổi đường tổng. Phải nói, căn bản là không có cách tương đối. Một cái là trời, một cái là đất. Thế nhưng là, phó phồn liền là ưa thích dạng này. Còn cùng đường tổng nói, một mực đem nàng làm tỷ tỷ. Phó phồn so đường tổng nhỏ hơn 2 tuổi bộ dáng Nàng liền không hiểu rõ. Tất nhiên một mực đem đường tổng xem như tỷ tỷ. Không thích đường tổng, vì cái gì còn muốn yên tâm thoải mái tiếp nhận đường tổng tặng cùng tất cả. Càng khôi hài là, phó phồn nói, có thể đem đường tổng tặng cùng tất cả, đều thuộc về trả lại cho nàng. Hy vọng đường tổng, sau này không nên đi quấy dày hắn sinh hoạt, thậm chí đi tổn thương cái kia vô tội nữ hài. Nữ hài kia tên gọi Lam Nhã Linh, xác thực rất êm tai. Hơn nữa, hắn vẫn một mực đưa nàng xem như tỷ tỷ, biết những này về sau, nếu không phải đường tổng tổ chức, may mẫn cũng nhịn không được cho phó phồn chơi ngáng chân. Các ngươi đi cho đường tổng làm chút canh giải rượu, 30 phút về sau đưa qua lúc này không nên đi quấy dây đường tổng, nàng ngay tại nghỉ ngơi, mai mẫn thu hồi lực chú ý, lại đem bình rượu cho nhân viên phục vụ, cái này lấy đi, một hồi đường tổng muốn rượu, không thể cho, nàng nếu là tức giận, người liền đến tìm ta, một năm vào ba lần bệnh viện, tuổi còn trẻ thân thể, làm sao trải qua được dạng này dày vò, đều do cái kia cẩu thí phó phồn, nếu không phải hắn, đường tổng có thể như vậy sao, ngẫm lại thật là có chút không cam lòng đâu, liền không rõ. Nam nhân tốt nhiều như vậy, truy cầu đường tổng vô số kể, trong đó không thiếu thân thế không sai, nhân phẩm cũng không tệ, còn giữ mình trong sạch, làm sao đường tổng liền là không thích? Nàng cũng rất bất đắc dĩ ha, à. Đường quả lúc này cũng tải tiếp thu ký ức, xem hết ký ức về sau, nàng lại trầm mặc trong chốc lát, sau đó nàng mở ra nhóm, cùng nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn chào hỏi. Thượng quan vân cố sư thúc, người đã đến mới thế giới sao? Lần này nguyên chủ trên thân lại xảy ra chuyện gì cố sự? Tử Vân, nhìn thấy muội tử ngoi đầu lên ta liền an tâm, nói thật đi, mỗi một lần muội tử rời đi tiểu thế giới thời điểm, ta đều lo lắng không được a, à, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xích Tiêu, ai nói không phải đâu, đáng tiếc chúng ta bây giờ tu vi coi như đến tiên giới cực hạn. Tuy nói đã có khả năng đánh vỡ một chút không gian bình thường, nhưng vẫn là không có cách nào giống muội tử đồng dạng. Tùy ý xuyên qua tiểu thế giới, Mạc Vân Thiên, vì lẽ đó cũng không có cách nào đến giúp muội tử, nếu là chúng ta có khả năng tùy thời đến thăm ngươi. Liền không cần lo lắng như vậy. Margaret, ta mỗi ngày đều tại chúc phúc giáo hoa. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3396 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút. Margaret, mặc dù ta am hiểu nhất là nguyên rùa. Nhưng chúc phúc cũng vẫn được. Ta mỗi ngày đều tại chúc phúc giáo hoa. Để nàng bình an, hạnh phúc, không xuất hiện nguy hiểm. Có thể sớm ngày đến ta thế giới ma pháp vì lẽ đó giáo hoa ngươi lần này đến là thế giới ma pháp sao thượng quan vân cố ta nhìn không giống bằng không thì sư thúc không phải cái phản ứng này margaret tiểu tử thúi ngươi muốn bị đánh sao thượng quan vân cố margaret tiền bối mặc dù ngươi rất lợi hại nhưng chúng ta thế giới cách nhau quá xa ngươi hẳn là không qua được ta thế giới cũng đánh không đến ta margaret nhưng ta có thể nguyền rủa ngươi để ngươi không may ăn cơm uống nước đều tê răng thượng quan vân cố căn cứ ta lật xem sư phụ sư thúc các sư bá cho tu luyện bách khoa toàn thư dựa theo các đại năng suy đoán mỗi một cái tiểu thế giới quy tắc hẳn là khác biệt người tại ngươi thế giới nguyền rủa ta sẽ không linh nghiệm trừ phi ngươi đến ta thế giới đến mặt đối mặt nguyền rủa chủ yếu là ta không tại ngươi thế giới người thế giới quy tắc tìm không thấy ta muốn tìm ta phiền phức cũng không có cách nào margaret tiểu tử thúi nói như thế lớn lời nói cũng không sợ nhanh chóng đầu lưỡi cho ta cho ngươi biết thế giới nhiều không thiếu cái lạ nếu là tương lai nhìn thấy ngươi ta sẽ đem ngươi vẫn vào ma thú xâm lâm để ngươi ở bên trong ngây ngốc một năm ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng thượng quan vân cố margaret tiền bối ta cho rằng ngươi hẳn là suy tính một chút sư thúc lúc nào đi chỗ ngươi margaret mạc vân thiên ngươi làm sao không quản quản ngươi đồ đệ mạc vân thiên margaret ngươi tỉnh táo một chút kỳ thật đi cái này vân cố nói cũng là sự thật mặc dù không xuôi tai chút margaret tước chết các ngươi thay đổi nói chuyện giọng nói cũng thay đổi cùng lúc trước thái độ đối với ta đều không giống vì lẽ đó thật ứng giáo hoa câu kia chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc sao tử vân margaret cái này câu nói không phải như vậy dùng giáo hoa kỳ thật cũng có thể dùng dựa theo hiện đại thế giới tình huống đánh cái dấu ngoặc kép liền có thể dùng margaret giáo hoa ngươi lần này cũng không có tới thế giới ma pháp sao kỳ thật margaret cũng minh bạch muốn đường quả thật tại thế giới ma pháp khả năng liền sẽ trực tiếp cho gọi nàng hỏi nàng chỗ thế giới ma pháp tình huống chỉ là hỏi một chút nàng vẫn cảm thấy không cam lòng giáo hoa margaret rất đáng tiếc còn là không tới ngươi thế giới bất quá ta cái này thế giới hẳn là sẽ có rất nhiều xinh đẹp váy đến lúc đó ta đập điểm ảnh chụp phát lên ta cái thân phận này cũng không tệ lắm đến lúc đó có thể đưa chút lễ vật cho các ngươi các ngươi muốn cái gì tranh thủ thời gian liệt một cái danh sách phía trước các ngươi giúp ta rất nhiều, cũng còn chưa kịp cảm tạ. Margaret, mặc dù ngươi đến không, nhưng có khả năng nhận đến váy nhỏ, cũng coi như an ủi, tâm tình cũng không tính quá tệ. Sau đó, đường quả liền cùng nhóm bên trong người, trò chuyện lên cái này thế giới phát sinh cố sự, nàng thân phận là một nhà đưa ra thị trường công ty lớn. Cả nước xếp hạng trước năm trong vòng, nàng niên kỷ không đến 26, không đến 18 tuổi trưởng khống công ty này, đem lúc trước nho nhỏ công ty. Không đến 10 năm thời gian làm bây giờ, cũng coi là một cái truyền kỳ, đây hết thảy đều nguồn gốc từ nàng 17 tuổi lúc phụ mẫu ngoài ý muốn nổi lên. Nho nhỏ niên kỳ, không được bốc lên cái này gánh nặng, lúc đầu là vui vẻ nhẹ nhõm niên kỳ, lại phải gánh vác âm nhiều như thế, xác thực mệt mỏi, cũng rất khổ, sự tình nguyên nhân gây ra là nàng thích một người, cái này người gọi Phó Phồn, mấy năm trước còn là một cái vừa vào nghề giới văn nghệ người mới. Được sự giúp đỡ của nàng bây giờ đã tại ngành giải trí đứng vững gót chân. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3397 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, phó phồn mặc dù mới hơn 20 chút, nhưng bản thân hắn thiên phú không tồi. Tướng mạo xuất chúng, lại tăng thêm có nàng dùng tài nguyên bưng lấy. Hỏa lên không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình, mà cái này phó phồn, đi lộ tuyến cũng không phải bình thường tiểu thịt tươi lộ tuyến, mà là chân chính diễn kỹ phái mỗi một lần tham gia đập kịch bản, cuối cùng tại người xem trong mắt, đều là có danh tiếng, kỳ thật mỗi một lần có khả năng chọn lựa đến tốt kịch bản. Cũng đều là bởi vì có nguyên chủ cái bài danh này trước năm trong vòng đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc tài. Nguyên, nếu là không có nguyên chủ những tư nguyên này, phó phồn ngành giải trí đường, sẽ không đi như thế thông thuận, cũng không phải là chính mình gánh kịch bản, hơn phần nửa còn là sẽ cùng đại bộ phận tiểu thịt tươi đồng dạng bị công ty đóng gói thành đồng dạng lộ tuyến lấy hắn điều kiện khả năng vẫn như cũ sẽ hỏa lên. Nhưng ở cái vòng này, ở giữa sẽ kinh lịch cái gì, cần nỗ lực cái gì cũng không biết, mà đã từng những cái kia danh tiếng chế tác, khả năng liền không thuộc về hắn, dù sao hơi nổi danh đạo diễn, làm sao có thể để vừa mới tiến ngành giải trí không lâu người mới làm nhân vật chính. Bây giờ không đến 25 Phó Phồn, đã cầm qua một lần vua màn ảnh, hai lần xem đế, gót chân xem như đứng vững, mà vị kia gọi Lam Nhã Linh, cũng chính là Phó Phồn ưa thích người nhưng thật ra là phó phôn bên người một cái tiểu trợ lý đi qua vô số lần ở chung phó phôn xác định trong lòng mình ý nghĩ quyết định cùng với lam nhã linh mặc dù tạm thời không thể công khai quan hệ nhưng hắn dù sao cũng phải cùng lam nhã linh biểu lộ rõ ràng tâm ý nguyên chủ ưa thích hắn hắn đương nhiên biết rõ cùng tất cả nam nhân đồng dạng không chủ động không cự tuyệt không chịu trách nhiệm trên đời này rất nhiều nam nhân bao nhiêu đều là cái này đức hạnh ngay từ đầu nguyên chủ ưa thích hắn Hắn cũng không có ưa thích người, cảm thấy dạng này cũng không có gì, vòng tròn bên trong người đều biết Phó Phồn là nguyên chủ người, điểm ấy đã từng Phó Phồn cũng không có phủ nhận qua. Hiện tại đối Lam Nhã Linh động tâm, hắn không có khả năng lại tùy ý những cái kia truyền ngôn truyền đi, mà nguyên chủ cùng Phó Phồn ở chung, cơ bản cũng là cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó hỏi hắn tình huống, nhắc lại thương nghị cho hắn cái gì tài nguyên, Phó Phồn cơ hồ chỉ cần tiếp nhận liền được, chưa bao giờ cần chính mình mở miệng đây là bởi vì nguyên chủ cảm thấy để phó phồn chủ động tới hỏi dễ dàng để hắn thật mất mặt tất nhiên ưa thích một người đương nhiên là muốn đem tốt nhất đồ vật nâng trước mặt hắn chỉ là làm phó phồn đối lam nhã linh động tâm về sau đang bị người hỏi cùng nguyên chủ quan hệ thời điểm hắn liền phủ nhận bọn hắn là tình lữ mà là nói hắn một mực đem nguyên chủ xem như tỷ tỷ tốt cái này cũng là nguyên chủ lần này say rượu nguyên nhân lúc trước là bởi vì xã giao uống rượu lần này là vì thất tình mà uống Tại lần này về sau, nguyên chủ cũng không có đem Phó Phồn thế nào, thậm chí cũng không có đụng tới bất luận cái gì tài nguyên để Phó Phồn không dễ chịu. Nhưng bởi vì Phó Phồn phủ nhận cùng nguyên chủ quan hệ, còn bị người điều tra đến, hắn ưa thích người có thể là hắn tiểu trợ lý thời điểm. Đã từng những cái kia nhìn Phó Phồn không vừa mắt người, dự định ra tay với hắn, không có nguyên chủ bảo kê Phó Phồn, bọn hắn sợ cái gì, liền xem như một cái đang hot minh tinh, không có cái gì hậu trường muốn tại cái kia vòng tròn bên trong đặt chân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, hơn nữa phó phồn cái này người vẫn còn tương đối thanh cao. Bình thường đắc tội người liền không ít, ngay từ đầu, phó phồn xác thực tương đối chật vật, còn bị người cướp đi định tốt kịch bản, nhân vật, thậm chí là tống nghệ tiết mục, tại cái kia trong 3 tháng, quả thực một ngày bằng một năm, bừng tỉnh nguyên chủ, tại biết rõ đây hết thảy về sau, không chút do dự giúp phó phồn. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 3398 của tác phẩm xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, chính như nàng ngay từ đầu nói như thế, ưa ừ thích một người, đương nhiên là không muốn nhìn hắn chịu ủy khuất, hắn muốn đều cho, hoàn toàn là thỏa thỏa một cái thâm tình nữ phối nhân vật. Về sau nguyên chủ cùng phó phồn tiếp xúc mấy lần, phó phồn cũng biết đây là nàng hỗ trợ giải quyết, trong lòng vẫn là tương đối cảm kích, nhưng mà về đến nhà Hắn phát hiện Lam Nhã Linh có chút không cao hứng, Lam Nhã Linh cũng chưa hề nói nguyên chủ nói xấu, chỉ là đối phó phồn ấy náy, nói đây hết thảy đều là bởi vì nàng, kém chút đem tiền đồ hủy đi, nói nàng chính mình vô dụng, còn nói kỳ thật lựa chọn nguyên chủ mới là hắn tốt nhất lựa chọn, cái này thế giới nam nữ chính đều không phải thân phận đặc biệt cao loại kia, trừ tại nguyên chủ chiếu cố cái kia đoạn thời gian, phó phồn cùng với Lam Nhã Linh về sau, xác thực đi gặp gành nhưng bọn hắn thủy chung là nam nữ chính không có nguyên chủ cái này chỗ dựa còn có sẽ gặp phải càng nhiều quý nhân cuối cùng chậm rãi hết khổ không cần e ngại bất luận kẻ nào bởi vì lam nhã linh lời nói phó phồn lại một lần nữa định ngày hẹn nguyên chủ cùng nàng kiên quyết biểu lộ rõ ràng thái độ nói rất cảm tạ nàng phía trước trợ giúp bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào hy vọng nàng không muốn lại cắm tay hắn sự tình hắn gặp phải sự tình gì sẽ tự mình giải quyết phó phồn lời nói xác thực đem nguyên chủ tổn thương, chỉ là nàng là một cái không đến 18 tuổi liền trưởng quản công ty người. Đã sớm luyện thành một tấm gặp phải cái gì đều mặt không đổi sắc mặt. Phó phôn nói cái gì, nàng đều là một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng phảng phất cái gì đều không thèm để ý, để cho người không cách nào suy nghĩ thấu. Kỳ thật theo phó phôn trong lòng hoạt động đến xem, hắn hẳn là ưa thích qua nguyên chủ, có thể là nguyên chủ tính cách, cũng có thể là nguyên chủ loại này nhìn không thấu cảm giác để phó phồn không có cách nào thăm dò rõ ràng, điểm này ấy ưa thích liền chậm rãi không có đi, làm nhã linh thì là một cái tiểu nữ sinh bộ dáng. Có cái gì đều cùng hắn nói, vẫn còn tương đối nhát gan, để hắn có một loại bị cần cảm giác, mà tại nguyên chủ nơi này, hắn cảm giác được mãi mãi cũng là, mình bị nàng bảo hộ tại dưới cánh chim, thậm chí có một loại bị xem như búp bê đồng dạng loay hoay. Khả năng nàng căn bản là không thích, chỉ là đem hắn xem như một cái đồ chơi đi, trước mặt làm nhã linh hắn cảm nhận được là chảy nhỏ giọt dòng suối giống như thanh tuyền khiến người thoải mái dễ chịu tại nguyên chủ trước mặt hắn cảm giác được liền là đối mặt với một cái nhìn không hết biển cả nhìn từ bề ngoài bình tĩnh vô cùng ai cũng không biết thần bí biển cả tiếp xuống sẽ phát sinh dạng này gió nổi mây phun sóng cả sóng lớn nguyên chủ xác thực khổ sở cũng rất thương tâm nhưng cũng không có đi tổn thương qua phó phồn lần này về sau bọn hắn liền rốt cuộc không có gặp mặt bất quá nguyên chủ nhưng không có đình chỉ đối phó phồn trợ giúp. Chỉ bất quá lần này là lặng lẽ trợ giúp, không có cùng phó phồn đề cập qua những chuyện này, hơn nữa nàng thủ đoạn lại phi thường ẩn nấp, sẽ chỉ làm người cảm giác được phó phồn vận khí rất tốt. Thậm chí nàng vận dụng một chút ẩn tàng quan hệ, để người hỗ trợ chiếu cố phó phồn, lại để bọn hắn bảo thủ bí mật, còn xin những này người không nên làm khó phó phồn, còn nói, ưa thích một người là chính mình sự tình, không thích một người, cũng là người kia sự tình không có cái gì lỗ hay không lỗ. Những này, phó phồn cũng không biết, nương tựa theo lần lượt mạo hiểm vượt qua nguy cơ. Hắn nhận biết rất nhiều người, địa vị cũng trầm chậm, chậm lên cao. Có những quan hệ kia tại, hắn cũng mở công ty, địa vị cao hơn, muốn làm khó hắn người. Cũng muốn cân nhắc một chút chính mình, cũng không tiếp tục sợ vòng tròn bên trong một ít người khó xử. Dù sao, hắn về sau tham gia diễn điện ảnh, phim truyền hình, rất nhiều đều là chính hắn đầu tư, ai có thể làm khó hắn. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3399 của tác phẩm Xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, bừng tỉnh, tại phó phồn rời đi nguyên chủ không bao lâu, nguyên chủ kỳ thật gặp phải một người trẻ tuổi, đồng thời đem người trẻ tuổi này mang về nhà, để rất nhiều người đều coi là người trẻ tuổi này là nàng Tân Hoan, người trẻ tuổi này so phó phồn cũng còn nhỏ hơn, năm nay mới chừng 20, bị nàng mang về về sau, vẫn ở tại trong nhà nàng đây là phó phồn đều không có đãi ngộ cũng bởi vì dạng này những người kia mới không chút do dự xuống tay với phó phồn chủ yếu là người trẻ tuổi này lớn lên cũng không giống phó phồn trên thân khí chất cùng phó phồn cũng có được ngày đêm khác biệt không có người hoài nghi người trẻ tuổi này là phó phồn thế thân lúc trước liền nói phó phồn đã từng là ưa thích nguyên chủ chỉ là bởi vì nhiều một số nguyên nhân luôn cảm thấy bọn hắn địa vị không ngang nhau không xứng với vì lẽ đó thời gian dần qua đem loại kia ưa thích thu vào bị nguyên chủ mang về người trẻ tuổi gọi Ôn Hoài, cùng ngoại nhân nghĩ không giống, hắn xác thực không phải nguyên chủ Tân Hoan, chỉ là một lần đi uống rượu giải buồn, trong lúc vô tình gặp người trẻ tuổi này, đối phương cũng là một cái tiểu diễn viên, ban ngày ấy đi đón một chút hí kịch, buổi tối liền tại quán ba làm người pha rượu, mang về đối phương, xác thực có Phó Phồn ảnh hưởng, bởi vì nàng đã từng nhận biết Phó Phồn địa phương, cũng là tại quán ba, nhìn xem Phó Phồn bị người rót rượu, lại tăng thêm coi là mang một cái mới người trở về, chuyển di một chút ánh mắt, có lẽ liền có thể đem phó phồn quên, kết quả đương nhiên là không có, về sau thấy người trẻ tuổi này rất cố gắng, nàng quyết định giúp hắn một chút, về sau nàng đem người trẻ tuổi này xem như đệ đệ, mà ôn hoài là minh bạch tất cả, đem nguyên chủ xem như chân chính tỷ tỷ, tại phó phồn lên như diều gặp gió, đứng vững gót chân, lại có công ty mình thời điểm, ai cũng không biết vì cái gì, hắn bắt đầu điên cuồng đả kích nguyên chủ công ty trong đó theo phó phồn đi về sau, nguyên chủ làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật, dù cho mai mẫn cùng ôn hoài vẫn luôn tại thuyết phục nàng muốn để ý chính mình thân thể. Nàng vẫn nhất ý đi một mình, bận rộn lập tức liền quên những cái kia, tại trên thế giới này, nàng kỳ thật không có bất kỳ cái gì thân nhân, phó phồn nhưng thật ra là khi thế hung hung, sớm đã có chuẩn bị, liên hợp rất nhiều công ty đã kích nàng, đây là nàng không có dự liệu được, dù cho nàng có năng lực, có cổ tay, đối mặt loại này đột phát thời gian, cũng khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, nhất là phó phồn không về không đả kích nàng, đến cuối cùng nàng đều cảm giác được rất dã rời, thẳng thắn không thế nào quản, tại cuối cùng thời gian, nàng an bài tốt bên người mấy cái thân cận người đường ra, cũng an bài tốt ôn hoài đường ra, chỉ bất quá, ở thời điểm này, ôn hoài đi, nói không thất vọng, kia là giả, nàng là thật tâm đem ôn hoài người trẻ tuổi này xem như chính mình đệ đệ nhưng là tại nàng nguy nan nhất thời điểm rời đi, không ai có thể chịu được sự đả kích này, nhưng nàng không nghĩ tới, ôn hoài không phải rời đi nàng, mà là đi viện binh đi, chờ ôn hoài trở về thời điểm, nàng biết rõ chân tướng, lúc này, nàng thân thể đã giàu hết đèn tắt còn lại không bao lâu, ôn hoài cùng nàng nói tất cả, nói muốn giúp nàng báo thù, để phó phồn không dễ chịu, còn nói, lúc trước nàng đem hắn mang về ngày ấy, nàng liền là hắn thân tỷ, chỉ bất quá nguyên chủ cuối cùng nguyện vọng là không cho hắn quản chuyện này, để hắn rời đi nơi này, để hắn thật tốt, ôn hoài không đáp ứng, nàng liền nói chính mình chết không nhắm mắt, kỳ thật nàng minh bạch lúc này phó phồn đại thế đã thành. Coi như ôn hoài ra thế không sai, trong tay tài nguyên nhiều, có thể đấu không về không, hại còn là nàng cái này đệ đệ, nàng không muốn nhìn thấy, một cái khác vô tội người bị thương tổn, dù sao, đây là nàng duy nhất thân nhân, ôn hoài nói làm nàng thân tỉ bọn hắn không phải liền là thân nhân sao? Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 3400 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, ôn hoài đáp ứng nguyên chủ. Tại nguyên chủ sau khi chết, dự định giúp nàng làm hậu sự liền rời đi. Không nghĩ tới lúc này, phó phồn vậy mà đến. Hai người chạm mặt liền đánh một trận. Tại chỗ đánh đầu rơi máu chảy, ai cũng không có tốt qua. Về sau phó phồn nói muốn tự thân giúp nàng làm tang lễ ôn hoài cảm thấy cái này người không hiểu thấu nhưng nhà hắn thế lực không ở nơi này xác thực đấu không lại phó phồn phó phồn lại sớm đã có chuẩn bị còn đem hắn cho đuổi đi cố sự này đến nơi đây liền không sai biệt lắm kết thúc ôn hoài đáp ứng nguyên chủ không có đi cùng phó phồn đấu chỉ bất quá sẽ vụng trộm dùng điểm ngáng chân vẫn là để cho người bắt không được loại kia mà phó phồn cũng không có đi gây sự với ôn hoài rõ ràng phía trước liền như nước với lửa hai cái tựa như là trông coi cái gì quy tắc quả thực là nước giếng không phạm nước sông bình an vô sự tại riêng phần mình địa phương tại cố sự này bên trong liên quan tới nữ chính lam nhã linh xuất hiện tương đối mà nói tương đối ít nhất là tại phó phồn đã có được chính mình công ty về sau dù là tại nhiều năm về sau cùng lam nhã linh kết hôn lam nhã linh liền như là một cái không có tồn tại cảm người đồng dạng dù cho rất nhiều người vẫn như cũ rất ghen tị lam nhã linh từ khi phó phồn không diễn kịch về sau lam nhã linh cũng không còn làm trợ lý mà là tại trong nhà làm giàu phu nhân đây chính là cái này thế giới tất cả kịch bản nhìn giống như không có nhiều kịch liệt cũng không có cái gì quá phát dồ đại sự phát sinh nhắc tới bên trong ai ghê tởm nhất hẳn là phó phồn một cái vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn tính cách cực đoan người nhưng phó phồn tại nguyên chủ sau khi chết biểu hiện lại đặc biệt kỳ quái rất nhiều người suy đoán là phó phồn nhớ tình bạn cũ dù sao nguyên chủ đã từng ưa thích hắn lại trợ giúp hắn như vậy nhiều không có nguyên chủ, hắn không có khả năng cho tới hôm nay một bước này. Liền xem như đối thủ cạnh tranh, tốt xấu là đã từng trợ giúp qua hắn người, hiện tại tới nhớ lại, cũng là phải, nhưng xem hết ký ức đường quả là không nghĩ như vậy. Phó phồn ưa thích nguyên chủ, vẫn luôn ưa thích, dù là về sau đem chính mình ưa thích giấu đi, thậm chí lừa qua chính mình không thích nguyên chủ, đến cuối cùng nguyên chủ chết. Cái kia phần bị hắn giấu đi ưa thích lại bị lật ra ngoài. Không, cái kia phần ưa thích, hẳn là tại địa vị hắn lên cao vững chắc về sau nhớ tới nguyên chủ bên người còn có một cái ôn hoài thời điểm đột nhiên không bị khống chế xuất hiện đường quả đã đoán được phó phồn tại sao phải đối phó nguyên chủ công ty có thể là cảm thấy nguyên chủ vậy mà tại hắn đi không lâu sau liền sẽ mặt khác nam nhân mang về nhà tại hắn trong lòng vẫn cảm thấy nguyên chủ chỉ là đem hắn xem như một cái đồ chơi không được coi trọng có thể tùy ý chưa đùa loại kia trong lòng tự nhiên là rất không cam tâm nhưng rất nhiều chuyện hắn đem chính mình cũng lừa qua, đợi đến tất cả kết thúc, muốn xoay chuyển đã không kịp, phó phồn lại là một cái kiêu ngạo, tự chịu trách nhiệm còn có chút tự ti cực đoan người. Đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình kỳ thật ưa thích nguyên chủ, nhất là lấy hắn lúc ấy địa vị, hắn cùng nguyên chủ ở giữa ân ân oán oán, hắn cũng không có ý định giải thích cái gì, cứ như vậy cùng Lam Nhã Linh qua cả một đời, giáo hoa, tất cả ký ức liền là những này, Margaret, cái sừng này gọi phó phồn để ta có chút bất lực nhả rãnh. Cô nương kia cũng là ngốc, loại người này đáng giá giúp sao? Thượng quan vân cố, kỳ thật ta có thể hiểu rõ một chút. Tiểu cô nương cùng nhau đi tới không dễ dàng. Nghe nói trận kia sự cố, bao quát cha mẹ của nàng. Tất cả thân nhân đều không có. Một người lẻ loi chơi trọi trường quản lấy công ty. Đột nhiên ưa thích một người. Khẳng định là móc tim móc phổi đối đãi Tử vân, kỳ thật, nếu như không phải trách nhiệm. Lập tức mất đi nhiều như vậy thân nhân một người bình thường mới mười mấy tuổi thời điểm hẳn là rất khó một người chống đỡ tiếp mạc vân thiên đúng vậy a à, người bình thường coi trọng nhất không phải liền là tình cảm sao xích tiêu muốn làm sao giải quyết còn là phải xem chúng ta muội tử ý tứ không quản phó phồn tâm tư là dạng gì ta cho rằng cũng không có khả năng để hắn tốt qua